Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng các bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Vâng, chúng ta thực sự quay vòng xung quanh mặt trời, nhưng không phải theo vòng tròn, mà theo hình elip. Bây giờ, trong những ngày đầu tiên của tháng riêng, chúng ta đã tiến đến rất gần mặt trời nhất. Vậy tại sao khí hậu lại quá lạnh thế này? Sự thật là sự khác nhau giữa gần mặt trời với xa mặt trời là không rõ rệt. Có một lý do quan trọng hơn nhiều. Trái đất không quay theo trục thẳng, mà hơi xiên xiệt một chút. Trục không thẳng đứng, nó nghiêng theo quỹ đạo của nó. Vậy nên khi bán cầu Bắc nghiêng vào trong bóng tối, thì đêm trở nên dài và ngày thì ngắn đi. Nhưng quan trọng hơn nữa, do trái đất nghiêng nên tia bức xạ từ mặt trời chiếu tới chúng ta với những góc khác. Trong những vùng nhiệt đới, những tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất theo chiều thẳng đứng nên nó nóng. Nhưng cùng một tia ấy chiếu xuống bán cầu Bắc thì tạo thành một góc. Năng lượng của nó lan ra khắp bề mặt gấp 3 lần, cung cấp lượng nhiệt ít hơn 3 lần, làm chúng ta bị lạnh. Ở miền Bắc, nó là mùa đông. Ở miền Nam, nó là mùa hè. Sự kiêng của trục trái đất đã mang đến các mùa. Ngay vào lúc này, trong khi bạn đang ngồi xem TV, thì bạn đang quay mạnh trong không gian với vận tốc hơn 107.000 km/h, tức là 30 km mỗi giây. Trái đất mất một năm để quay vòng xung quanh mặt trời. Và cùng với trái đất, các hành tinh khác cũng quay vòng xung quanh mặt trời, mỗi hành tinh với mỗi quỹ đạo riêng của nó. Trên quỹ đạo ngay bên cạnh chúng ta là người hàng xóm sao Kim. Sao Kim di chuyển nhanh hơn trái đất, vượt qua chúng ta. Nó là hành tinh sáng nhất, hành tinh mà chúng ta thấy rõ nhất, nhiều khi vào buổi tối, nhiều khi vào buổi sáng. Tại sao lại vào buổi sáng? Chúng ta thấy sao Kim ở bên phải của mặt trời. Từ trái đất, đây là những gì xảy ra trong buổi sáng. Chúng ta đang nhìn lên phần bầu trời nơi mà sao Kim ngự trị. Nó xuất hiện ở trên trời trước mặt trời, khi mặt trời vẫn còn tối và mặt trời thì vẫn còn ở dưới đường chân trời về phía bên trái. Đó là lý do tại sao ở vị trí này chúng ta thấy sao Kim vào buổi sáng lúc bình minh. Khi trái đất tiếp tục xoay, chúng ta sẽ thấy mặt trời. Nó sẽ chiếu sáng bầu trời cho tới khi chúng ta không còn thấy được những ngôi sao hay những hành tinh nữa. Từ đó chúng ta tiếp tục chuyến đi của mình trên con tàu hành tinh của chúng ta, trái đất. Trên quỹ đạo tiếp theo, về phía bên trái, trái đất có một người hàng xóm di chuyển nhanh hơn, chuyển động với vận tốc 125.000 km/h và vượt qua chúng ta. Đây là sao Kim. Chúng ta gọi nó là ngôi sao của buổi sáng, nhưng nó không phải là một ngôi sao, mà nó là một hành tinh. Sự khác nhau giữa một hành tinh và một ngôi sao là gì? Chúng nhìn giống nhau cả mà. Nhưng những ngôi sao thì chiếu sáng, giống như mặt trời của chúng ta vậy. Còn những hành tinh thì không chiếu sáng, chúng phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời. Chúng là một phần của thái dương hệ và khá gần với chúng ta. Những ngôi sao thì ở rất xa, chúng ta không thể đến đó được. Đây là sao Sirius, kế bên sao Orion, một trong những ngôi sao gần chúng ta nhất. Ngay cả một ngôi sao gần như vậy mà cũng ngoài tầm với của chúng ta. Nếu có tập vũ trụ trái đất của chúng ta rời khỏi quỹ đạo của nó và ra khỏi hệ thái dương để tiến tới sao Sirius, với vận tốc chậm chạp bình thường của nó, chúng ta sẽ mất 80.000 năm để đến được đó. Trong khi với cùng một tốc độ như vậy, chúng ta sẽ đến được sao Kim chỉ trong vòng 16 ngày, 80.000 năm cho Sirius, 16 ngày cho sao Kim. Đó là sự khác biệt giữa vũ trụ xa xôi của các ngôi sao và kế thái dương với những hành tinh lân cận của nó. Kỳ tới và mỗi tuần của một năm, chúng ta sẽ đi một quãng đường dài hơn 18 triệu km trên quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời. Trong suốt cuộc hành trình này, chúng ta sẽ được hộ tống bởi vệ tinh của chúng ta, mặt trăng. Nó mất khoảng 4 tuần để quay quanh trái đất. Vào mỗi buổi chiều, nó xuất hiện dưới dạng hình trăng lưỡi liềm khác. Tại sao mặt trăng lại thay đổi hình dạng của nó?
Ánh sáng chẳng là từ đâu ra? Và mặt trăng đến từ đâu? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy trong chuyến đi của chúng ta. Tại sao trái đất lại quay? Và làm sao chúng ta có thể thấy được nó quay? Bóng của ngôi nhà di chuyển trong suốt cả ngày, hay là những tia nắng chiếu vào cửa sổ và chậm chậm đi qua sạt nhà? Mỗi ngày, mỗi phút, bạn có thể thấy trái đất đang xoay mà không cần một dụng cụ thiên văn học nào. Trái đất quay nhanh hay chậm tùy thuộc vào nơi chúng ta đang ở. Nó xoay nhanh nhất tại xứ đạo 1.600 km/h. Ở đó, tại Kourou, Pháp, Việt Nam và ở miền Nam nước Mỹ, tại mũi Canaveral, là nơi mà những tên lửa được phóng vào trong không gian bởi vì vận tốc 1.600 km/h mà trái đất thêm vào cho tốc độ của các tên lửa cung cấp một lực đẩy khá hữu dụng. Tại Bắc Bán Cầu, gần trục của nó, trái đất chỉ quay với vận tốc 3 km/h, bạn có thể đi bộ với vận tốc bằng vận tốc trái đất quay. Và ở bán cột Nam, tại sao những người bạn Australia của chúng ta lại không rơi vào không gian? Tại vì có sức hút của trái đất. Điều này được khám phá vào thế kỷ thứ 18. Người ta nói rằng một quả táo đã rơi trúng đầu Isaac Newton và ông ấy bắt đầu tự hỏi tại sao. Đó là vì khối lượng khổng lồ của trái đất đã hút khối lượng nhỏ của trái táo. Vậy tại sao mặt trăng lại không rơi xuống trái đất? Còn trái đất lại không rơi xuống mặt trăng. Newton sẽ nói cho chúng ta nghe trong suốt cuộc hành trình của chúng ta. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy những vì sao. Một trong số đó, sao bắt đầu, Polaris, nằm thẳng một đường với trục của trái đất. Bầu trời và các vì sao dường như quay xung quanh ngôi sao bắt đầu không chuyển động này. Nó luôn luôn là một dấu hiệu chỉ đường đáng tin cậy đối với Christopher Columbus khi ông lên đường xa biển khơi tìm những vùng đất chưa biết tới, và đối với những người Ai Cập khi xây dựng nền kim tự tháp vĩ đại. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho bạn thấy tại sao chúng ta phải thêm một ngày vào lịch mỗi 4 năm để mà trái đất có thể hoàn thành quỹ đạo của nó. Mỗi 4 năm, chúng ta có một năm nhuận với 366 ngày. Từ buổi bình minh của thời đại, tổ tiên của chúng ta đã biết lập lịch, cố gắng hết sức để kết hợp các vòng quay của mặt trăng và mặt trời. Có nhiều lúc mặt trăng và mặt trời gặp nhau. Mỗi năm hai lần, có xuất hiện hiện tượng nhật thực ở một nơi nào đó trên trái đất, và chúng tôi sẽ cho bạn thấy ngay tại đây. Bóng của mặt trăng sẽ đổ xuống trái đất. Khi trái đất tiếp tục xoay với quỹ đạo của nó, đường hàng hơi mà mặt trời chiếu thẳng xuống dâng lên đến đường xích đạo. Vào ngày 20 tháng 3, mặt trời sẽ vượt qua xích đạo. Đây sẽ là điểm xuân phân và là sự bắt đầu của mùa xuân ở bán cầu Bắc. Vào thời điểm cuối năm, khi trái đất quay lại vị trí mà nó đang ở ngày hôm nay, bạn sẽ thấy thế giới khác biệt. Chúc bạn thượng lộ bình an với con tàu vũ trụ trái đất. Until next week. Bon voyage on Spaceship Earth. The Earth. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Tốc độ bình thường của chúng ta là 107.000 km/h, tức là 30 km/s.
Nhưng nên nhớ rằng, chúng ta cũng phải đang di chuyển trên một con tàu vũ trụ ổn định, mà đây quả thật là một vòng quay ngựa gỗ khổng lồ. Tất cả chúng ta đều biết rằng, trái đất quay theo trục của nó, nhưng làm sao chúng ta lý giải được? Khi chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy được mặt trời mọc vào buổi sáng, leo lên giữa trời vào buổi trưa và lặn xuống vào buổi chiều, sau đó vào buổi tối, chúng ta thấy mặt trăng và các vì sao cũng làm điều tương tự. Nhưng nếu chúng ta quan sát trái đất từ không gian, chúng ta sẽ thấy rằng một nửa của nó thì luôn luôn được chiếu sáng bởi mặt trời, trong khi nửa kia thì trong bóng tối. Đây là điều mà chúng ta gọi là ngày và đêm. Tầm nhìn của chúng ta xoay theo trái đất. Vào ban ngày, chúng ta thấy một phần của bầu trời nơi mà mặt trời xuất hiện. Vào ban đêm, chúng ta thấy một phần bầu trời không bị phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Vì thế nên chúng ta có thể thấy các vì sao và các hành tinh. Khi bạn nhìn vào mặt trời, thì nó dường như đi ngang qua bầu trời. Còn sự thật là nó không hề chuyển động. Đó chỉ là do bạn đang nhìn nó từ vòng quay cửa gỗ thôi. Đêm nay, bạn sẽ thấy mặt trăng, các vì sao và các hành tinh mọc lên, lướt qua bầu trời và lặn xuống. Nhưng thật sự là do trái đất quay khi nó chuyển động trong không gian. Vào ngày 20 tháng 3 tại điểm Xuân Phân, chúng ta sẽ ở đây. Và mùa xuân sẽ bắt đầu, nhưng những hình ảnh này không cho thấy được tỷ lệ thực giữa trái đất và mặt trời. So sánh với trái đất thì mặt trời rất to. Tưởng tượng mặt trời là kích thước của một thánh đường lớn. Cũng trên cùng một tỷ lệ như vậy thì trái đất của chúng ta chỉ là một quả bóng lăn tròn cách thánh đường 5 km về phía rìa của thị trấn. Cũng vẫn với tỷ lệ như vậy, thì sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong các hành tinh, bằng kích thước của một chiếc xe hơi, đang chạy trên đường cách thành phố 30 km. Và cũng cùng tỷ lệ đó, sau Diêm Vương, hành tinh xa nhất thì chỉ bằng một trái bóng tennis đang di chuyển trên quỹ đạo cách xa tới 200 km. Một người anh họ quá xa đến nỗi chúng ta có thể sẽ nghi ngờ rằng nó có còn là một phần của gia đình Thái Dương Hệ hay không. Một gia đình mà hoàn toàn bị thu nhỏ lại bởi mặt trời khổng lồ của nó. Tất cả các hành tinh, bao gồm cả trái đất, chỉ tương đương với một phần nghìn khối lượng của nó. Cái mà chúng ta gọi là Thái Dương Hệ hóa ra lại là một mặt trời với một vài hòn sỏi. Trái đất là một trong những hòn sỏi đó. Nó mất 365 ngày, 12 tháng để đi một vòng xung quanh mặt trời. Hành tinh nào càng gần mặt trời hơn thì nó càng di chuyển nhanh hơn. Sao Kim gần với mặt trời hơn chúng ta, ánh sáng của các hành tinh nó rất dễ nhận thấy, nhiều lúc vào buổi chiều tối, nhiều lúc vào buổi sáng. Nó hoàn thành quỹ đạo của mình trong thời gian ngắn hơn 8 tháng. Gần mặt trời hơn nữa, sao Thủy Tinh cũng hoàn tất quỹ đạo của nó trong dưới 3 tháng. Bạn sẽ thấy rằng khó có thể thấy sao Thủy Tinh bởi vì nó quá gần với mặt trời. Sao Thủy Tinh, sao Kim. Và tiếp theo, viên đá thứ ba từ mặt trời là chúng ta. Kế đến, còn xa mặt trời hơn nữa, hành tinh sao Hỏa di chuyển chậm hơn chúng ta, mất 2 năm để hoàn thành chuyến đi vòng quanh của nó. Ở khoảng cách xa hơn sao Hỏa nữa, sao Mộc, hành tinh lớn nhất, mất 12 năm để hoàn tất quỹ đạo của nó. Rồi xa nữa và chậm hơn nữa là sao Thổ, 30 năm cho một lần quay hết quỹ đạo. Còn xa hơn sao Thổ là sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương, mất 248 năm để đi vòng quanh mặt trời. Trong gia đình các hành tinh của chúng ta, bốn hành tinh có thể thấy được giữa các vì sao ở xa là sao Thổ, sao Mộc, sao Hỏa và sao Kim. Để giúp bạn xác định được phương hướng trong suốt cuộc hành trình kéo dài một năm này, đây là một hệ quy chiếu. Cung hoàng đạo. Cung hoàng đạo là một dải sao tưởng tượng nơi mà các nhóm sao được tập hợp lại thành các chòm sao, đánh dấu các khu vực khác nhau trên bức vải nền rộng lớn này. Các chòm sao của khu Market, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kiếp Ngưu, Song Tử, Cự Dài, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Hồ Cát và Nhật Mã. Ngày hôm nay, trái đất đang ở đây. Mặt trời đang ở trên một đường thẳng với chòm sao của cung Nhật Mã. Mặt trời đang ở trong cung Nhật Mã. Sau một vài tuần nữa, khi trái đất tiếp tục đi trên quỹ đạo của nó, mặt trời sẽ nằm trên đường thẳng với chòm sao của cung Market. Mặt trời sẽ ở trong cung Market.
Vào ban đêm, bạn có thể xác định vị trí của các hành tinh bằng cách sử dụng những chòm sao của cung Hoàng đạo. Sao Thổ nhiều lúc xuất hiện trong đường thẳng với chòm sao cung Song Ngư và Sao Hỏa thì trong đường thẳng với cung Sử Nữ. Mặt trời ở trong cung Nhật Mã vào tháng 1 sao. Theo lá số tử vi, nó nói là cung Ma Kết. Nếu bạn sinh nhầm vào cung Ma Kết, điều đó có nghĩa là mặt trời nằm trong cung Ma Kết vào kẻ đó. Đúng không nào? Chúng ta không nên nhầm lẫn các chùm sao với các dấu hiệu thiên văn học dựa trên cung Hoàng đạo như 2.000 năm về trước. Từ lúc đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế này. Bởi vì qua hai thiên niên kỷ, thì trục của trái đất đã sao đổ chậm chậm và thay đổi góc của các chùm sao. Ánh nắng mặt trời phải mất 8 phút để đến trái đất. Mặt trời và các hành tinh rất gần với chúng ta. Đây là hàng xóm của chúng ta. Nhưng đối với ánh sáng đến trái đất từ các ngôi sao, thì đó lại là một câu chuyện khác hẳn. Bạn nhận ra chòm sao lớn ở Bắc Cực, chòm Đại Hùng Tinh. Khi bạn nhìn về phía Bắc, chòm Đại Hùng Tinh được tạo nên từ 7 ngôi sao. Tương tự khi chúng ta nhìn chòm sao Đại Hùng Tinh, không phải từ trái đất mà từ một khu vực khác của vũ trụ. Ở đây chúng ta thấy rằng 7 ngôi sao của nó nằm tại những khoảng cách rất khác nhau. Ánh sáng chiếu tới chúng ta ngày hôm nay đã rời những ngôi sao này vào các thế kỷ khác nhau cho chúng ta thấy. Hình ảnh của ngôi sao khi nó trong thời đại của ông cha chúng ta, hình ảnh của ngôi sao khác khi nó trong thời đại của Solomon. Những hình ảnh này có từ các thế kỷ khác nhau được chồng lên nhau để tạo nên hình ảnh của chòm Đại Hùng Tinh mà chúng ta thấy được. Ánh sáng mà cho chúng ta thấy hình ảnh của chòm sao tiên nữ xoắn ốc ngày hôm nay thật ra đã rời khỏi thiên hà từ hơn 2 triệu năm trước, vào thời điểm khi mà người thượng cổ còn chưa xuất hiện nữa. Các ngôi sao, các thiên hà và tất cả các vật thể ở rất xa này là hình ảnh từ các thời đại khác. Bạn quay lại vào quá khứ khi mà bạn thấy chúng, nhưng khi bạn nhìn vào các hành tinh thì bạn thấy nó ngay bây giờ, thực. Trong hệ mặt trời chúng ta du hành trong hiện tại. Khi chúng ta nhìn vào các vì sao, chúng ta thấy quá khứ. Chương trình tiếp theo qua ô cửa sổ của con tàu vũ trụ, chúng ta sẽ thấy mặt trăng, vệ tinh của trái đất, giữ hộ tống chúng ta trong suốt hành trình xung quanh mặt trời. Nó quay vòng quanh trái đất trong 28 ngày. Vào mỗi buổi chiều tối, mặt trăng lại xuất hiện xếp qua bên trái một chút so với vị trí của nó ngày hôm trước, khoảng cách khoảng 2 bàn tay. Một nửa của mặt trăng luôn luôn được chiếu sáng. Vậy tại sao khi nhìn từ trái đất thì nó lại có các hình dạng phần trăng khuyết khác nhau vào mỗi tối? Khi chúng ta nhìn vào một nửa mặt trăng, nó đang đi ngang qua quỹ đạo của trái đất, cho phép chúng ta hiện xung được con đường không thể được mà hành tinh của chúng ta đang di chuyển. Bình thường, chúng ta không thể thấy được đường đi của trái đất xung quanh mặt trời. Nhưng khi chúng ta nhìn vào một nửa mặt trăng, đó chính là nơi trái đất đang ở vào 4 tiếng đồng hồ trước. Hãy nghĩ về điều đó khi bạn nhìn lên bầu trời và thấy một nửa mặt trăng. Mặt trăng đến từ đâu? Nó có từng một lần nào va chạm với trái đất chưa? Nó có phải là đến từ một nơi xa và bị bắt giữ lại bởi lực hút của trái đất khi nó tiến đến quá gần? Nó không phải là một khoang bánh chạy xẹt qua khi trái đất đang quay rất rất nhanh trong quá khứ xa xôi. Các câu trả lời sẽ được giải đáp vào kỳ sau. Chúc sự lộ bình an cho con tàu vũ trụ trái đất. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng các bạn tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi kéo dài một năm vòng quanh mặt trời. Chúng ta vừa đến điểm đồng chí. Trục nghiêng của trái đất hướng bán cầu phía bắc vào bóng tối. Chúng ta chỉ có vài giờ hướng ánh mặt trời và dù sờ hơn trong bóng của trái đất. Khoảng 45 độ về phía bắc, nơi hầu hết chúng ta sống ở đó. Ở đây, 16 giờ là đêm và 8 giờ là ngày. Ban đêm dài gấp 2-3 ngày.
Xa hơn về phía bắc ở 60 độ, thành phố Saint Petersburg, Stockholm, Oslo và Anchorage, ban đêm có dài 18 giờ và ban ngày chỉ dài 6 giờ, 3 phần tư là đêm và 1 phần tư là ngày. Và ở 67 độ bắc đường xích đạo, đêm dài 24 giờ và ngày đúng vào điểm chiếu tuyến, không có mặt trời mọc. Những tia sáng mặt trời chỉ quét qua trái đất ở Bắc Cực. Hiện giờ là cuối tháng 12, du khách trên đường đến Los Angeles sẽ gặp hai lần mặt trời mọc và hai lần mặt trời lặn. Bên trên Greenland, họ sẽ di chuyển vào vùng bóng trái đất và băng qua vùng bóng đó, rồi sau đó máy bay vào vùng đầy ánh sáng mặt trời. Du khách thấy mặt trời lặn, nhưng lại không phải là ban đêm, mà là giữa trưa. Và vài giờ sau, khi họ lại chìm vào bóng trái đất, họ lại gặp mặt trời mọc vào giữa trưa. Ngày hôm nay, không cần phải có bóng ở Bắc Cực mới thấy được hiệu ứng của thời điểm đồng chí. Suốt năm, những vùng ở Bắc Cực và Nam Cực chỉ được ánh sáng mặt trời quét qua. Chúng bị các tròn băng bao phủ, và tròn băng càng lớn thì mức độ trái đất phản chiếu ánh sáng mặt trời càng nhiều thay vì hấp thụ chúng. Vào thế kỷ thứ 10, mặt trời có lẽ đã chiếu ánh sáng gay gắt hơn, và việc này làm khởi động một thời kỳ gọi là ấm lên tức thời. Lúc đó, tròn băng ở các cực tan ra, chúng thu rút lại. Vậy thì phần trắng của trái đất nhỏ lại, trái đất phản chiếu ánh sáng mặt trời ít đi, mà lại hấp thu nhiều hơn ánh sáng đó. Trái đất nóng dần lên, làm tan những tảng băng cho đến khi những người Viking thấy rằng họ có thể đổ bộ lên chiếm Greenland. Vào thế kỷ thứ 16, trời càng lạnh thêm. Băng tan, phát triển rộng thêm, các trò băng ở cực xuất hiện trở lại, trái đất phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời hơn, ít hấp thụ hơn, bớt nung nóng trái đất, và các tảng băng phát triển cho đến khi lấp hết Greenland, không còn vùng thuộc địa đó nữa. Ngày nay, chúng ta lo ngại một thời kỳ ấm lên toàn cầu có thể làm tan các trò băng. Đây là cảnh tượng còn sót lại của châu Âu. Hamburg, Amsterdam, London sẽ bị chìm ngập, và kể cả New York nữa, nhưng nó không xảy ra ngày mai đâu. Mặt trời là cái máy sưởi của chúng ta. Mỗi ngày khi mặt trời hiện diện ở đó là máy sưởi bật lên, nóng nhất là vào ban trưa. Khi không có mặt trời vào ban đêm, máy sưởi tắt đi, và lạnh nhất là về sáng lúc bình minh. Đây là chu kỳ nóng lạnh mỗi ngày. Và tất cả chúng ta đã quen với chu kỳ nóng lạnh cả năm. Khi mặt trời lên cao trong bầu trời mùa hạ, trời nóng. Khi nó ở vị trí thấp, chẳng hạn như bây giờ vào mùa chí tuyến, trời trở lạnh. Có hai lý do cho hiện tượng này. Khi mặt trời băng qua bầu trời theo lộ trình ngắn nhất, máy sưởi bật lên trong một thời gian ngắn hơn. Và máy sưởi cũng mở độ thấp, nhiệt cũng hạ thấp xuống. Những tia nắng mặt trời tỏa ra một vùng rộng lớn hơn, và nhiệt bị giảm đi. Bầu không khí lạnh hơn, và nước biến thành băng tuyết. Cũng có những chu kỳ dài hơn nhiều, chẳng hạn như chu kỳ 26.000 năm. Ở đó, trục trái đất vạch lên một vòng tròn. Góc của những tia nắng mặt trời thay đổi qua thiên niên kỷ, và khí hậu dao động chậm nhưng liên tục. Tất cả những hiện tượng này dao động giữa nóng và lạnh tùy theo vị trí trái đất trong tương quan với mặt trời. Nhưng mặt trời có đáng tin không nhỉ? Mặt trời chiếu sáng từ hơn 4 tỷ năm qua. Vẫn còn đủ số lượng hydro và helium cho độ 4 hoặc 5 tỷ năm nữa, không có vấn đề gì. Thậm chí như vậy, chúng ta cũng không có một đảm bảo gì về việc cung cấp nhiệt năng. Sự bức xạ của mặt trời có thay đổi, chúng ta thấy được điều này trong những điểm đen mặt trời. Những chỉ số này do Galileo phát hiện vào đầu thế kỷ thứ 17 tăng lên hay giảm đi theo chu kỳ 11 năm. Và vào nửa sau của thế kỷ thứ 17, những điểm đen hầu như biến mất. Lạ lùng thay, nó trùng hợp với hiện tượng nhiệt độ giảm xuống. Mùa đông vô cùng khắc nghiệt và những mùa hè quá lạnh đến nỗi lúa mì không chín nổi. Thế là dẫn đến đói kém, chiến tranh và di dân đến châu Mỹ.
Từ hồi nào đến giờ, các điểm đen tăng lên theo chu kỳ 11 năm. Vào năm 1997 và 1998, cũng không có nhiều, tuy nhiên sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa, cho đến cao điểm sắp tới vào năm 2001. Nhiệt độ cũng tăng lên. Nhưng những điểm đen mặt trời cũng không bảo gì cho thêm cho chúng ta về mặt trời. Chúng ta chỉ biết về nó trong vòng 400 năm, và 400 năm đối với cuộc sống của mặt trời cũng chỉ bằng với một giây. Trong một đời người của chúng ta, chúng ta chưa biết nhiều về mặt trời. Điểm chỉ tuyến không phải là chạm sừng chân của trái đất, nó là chạm của mặt trời. Mặt trời giữa trưa đang chìm dần hết ngày này sang ngày khác, và hôm nay nó dừng lại. Nó là một điểm dừng nghỉ của mặt trời. Đó cũng là ý nghĩa của từ solstice, sol nghĩa là mặt trời và style nghĩa là chạm. Ở nhà, bạn quan sát những tia nắng mặt trời di chuyển sâu vào phòng của bạn từ mùa hè. Ngày hôm nay, nó càng tiến sâu vào hết mức, vì hôm nay bắc cầu bắc của trái đất hướng về vị trí xa nhất so với mặt trời. Trái đất đối diện với mặt trời theo nhiều góc độ khác nhau. Tại điểm phân mùa cách đây 3 tháng, mặt trời giữa trưa thẳng đứng ngay trên đường xích đạo. Do vì trái đất vẫn tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo của nó, đường thẳng chỗ mặt trời chiếu thẳng xuống chìm vào vùng Nam Bán Cầu. Cuối tuần này, mặt trời giữa trưa ở quá về phía nam vĩ tuyến 23, thẳng đứng bên trên Australia, Madagascar và Rio de Janeiro. Vĩ tuyến thứ 23 này có tên gọi là Đông Chí Tuyến, vì ở tại góc độ này, mặt trời ở ngay trước mặt chòm sao Capricorn. Từ tuần này trở đi, bán cầu phía bắc của trái đất sẽ bắt đầu nghiêng hướng về phía mặt trời một lần nữa. Lộ trình rõ ràng của mặt trời sẽ dài hơn, ngày sẽ dài hơn. Chúng ta đang tiến đến mùa xuân. Chương trình tiếp theo nói về Giáng sinh. Thánh Kinh có nói để đến được thành Bethlehem, nơi Chúa sinh ra, ba vị vua đã đi theo một ngôi sao. Có lẽ đó là một hiện tượng hiếm thấy, là lúc sao hội của sao mộc và sao thổ. Vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, sao mộc và sao thổ cùng với sao hỏa thẳng hàng. Ba vị vua có lẽ là lấy theo hiện tượng chòm sao bộ ba này băng qua sa mạc chỗ thành Bethlehem. Nhưng vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, một vật thể ngoạn mục khác hiện ra trong không gian. Sao mộc và sao kim thẳng hàng chính xác đến nỗi chúng trông như có một ngôi sao phát sáng. Những hiện tượng thẳng hàng như thế là cực kỳ hiếm. Vậy mà nó lại xuất hiện một lần nữa vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và lần thứ ba là vào lúc Chúa Giáng sinh. Rồi sao thủy thẳng hàng với sao mộc và sao kim, và sự thẳng hàng rực rỡ của chúng đã bị hiểu lầm là sao chổi. Thực ra, việc hội sao ở thành Bethlehem có thể thực sự chỉ là một sao chổi. Vào tháng 11, năm thứ nhất sau công nguyên, sao chổi Enki tiến đến điểm gần nhất với trái đất, di chuyển nhanh đến độ người ta hiểu lầm hiện tượng sao ba ngôi đã xảy ra trước đó như có ghi trong Kinh Thánh. Thực ra, vào năm 1302, khi sao chổi Hadley đi qua, họa sĩ Giotto đã vẽ hiện tượng đó như một ngôi sao thành Bethlehem trong bức họa nổi tiếng của ông The Adoration of the Messy. Ở Padua, không nhận thức được điều đó, có lẽ là Giotto cảm nhận được điều bí ẩn của hiện tượng ngôi sao thành Bethlehem. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Hành tinh gần mặt trời nhất là sao Thủy. Sao Thủy thì hầu như không lớn hơn mặt trăng của chúng ta tí nào. Trên quỹ đạo gần của nó, sao Thủy bay vèo vèo xung quanh mặt trời trong không quá 3 tháng. Khi sao Thủy nhìn có vẻ gần với mặt trời, đây là những gì chúng ta thấy được từ trái đất. Ngay khi sao Thủy xuất hiện ở trên trời, thì mặt trời mọc lên gần như là cùng một lúc và chiếu sáng cả không gian. Sao Thủy lập tức sẽ biến mất trong bầu trời xanh. Khi sao Thủy có vẻ xa mặt trời nhất, đó là một tiếng rưỡi trước khi bình minh. Lúc này là cơ hội cho bạn. Nếu trên trời phía đông sáng sủa, không có sương mù, thì bạn có thể thoáng thấy sao Thủy trước khi mặt trời lên. Nhưng sao Thủy di chuyển rất nhanh trên quỹ đạo của nó.
Một tuần sau, nó sẽ lại bị nuốt chửng bởi ánh sáng mặt trời. Và chúng ta lại sẽ phải đợi 4 tháng tiếp trước khi nó ở vị trí mà chúng ta có thể thấy được nó một lần nữa. Sao Thủy mất khoảng 3 tháng để du lịch một vòng xung quanh mặt trời và đến được một vị trí này. Trong suốt 3 tháng này, Trái đất có lẽ đã hoàn thành xong 1/4 quỹ đạo của nó. Sao Thủy sẽ mất thêm 1 tháng nữa để vượt qua chúng ta và đến được địa điểm này, nơi mà chúng ta có thể quan sát nó vào buổi sáng sớm. Sao Thủy bị giữ chặt bởi mặt trời ở gần đó, không hề có mặt trăng. Sao Kim cũng vậy. Sao Hỏa có 2 vệ tinh là Deimos và Phobos. Phobos đã bị tiêu hủy trong một cú va chạm trong vũ trụ. Phobos bị tiêu hủy trong một cú va chạm. Xa mặt trời hơn nữa, sao Mộc được bao quanh bởi 16 vệ tinh. Bạn có thể thấy 4 vệ tinh lớn nhất với cặp ống nhòm. Đó là Ganymede, Callisto, Io và Europa. Còn xa hơn nữa, sao Thổ có cả dãy rộng lớn các vệ tinh to và nhỏ bao bọc xung quanh các vòng kỳ diệu của nó. Trái đất thì chỉ có mặt trăng là vệ tinh duy nhất. Mặt trăng chỉ cho thấy một mặt, luôn luôn là như vậy. Bởi vậy, nên nếu chúng ta luôn luôn thấy cùng một mặt trời của mặt trăng, vậy tại sao từ ngày này sang ngày khác lại là những hình trăng khuyết như thế này? Mặt luôn luôn đối diện với trái đất này của mặt trăng được chiếu sáng bởi mặt trời với những góc chiếu khác nhau từ ngày này sang ngày khác. Chỉ ngay sau ngày trăng non, nó hầu như là bị che khuất ánh sáng. Khi chúng ta thấy trăng bán nguyệt, mặt trăng được chiếu sáng từ một mặt. Bây giờ mặt trăng sẽ chuyển qua 1/4 trên quỹ đạo của nó, gần với mặt trăng hơn và trực diện hơn, và chúng ta thấy một phần càng ngày càng to lên của một nửa được mặt trời chiếu sáng. Lúc này thì nó gần như là một mặt trăng tròn rồi. Trong thời gian trước khi mặt trăng tròn, tức là vào lúc hoàng hôn, mặt trăng nằm trên đường chân trời một chút. Sau đó, khi nó tiếp tục hành trình của nó xung quanh trái đất, nó tạc hàng với trái đất và mặt trời, đối diện với mặt trời. Lúc đó, nó bắt đầu mọc lên ngay lúc mặt trời lặn. Nó đón nhận đầy đủ những tia nắng mặt trời lên mình. Vào đêm trăng tròn, nó phản chiếu hầu hết ánh sáng xuống trái đất. Dù là trăng khuyết hay trăng tròn, thì mặt trăng luôn luôn quay cùng một mặt về phía chúng ta. Trái đất và mặt trời thì không như vậy. Khi trái đất xoay tròn mỗi 24 giờ, nó quay tất cả các mặt của nó vào mặt trời. Nếu nhìn từ mặt trời, thì trái đất không có mặt nào che giấu cả. Mặt trăng được gắn liền với trái đất, có trọng lượng lớn hơn rất nhiều. Trong cặp trái đất, mặt trăng chính là lực hút của trái đất đã ngăn không cho mặt trăng được quay tự do. Chuyển động của nó thì chậm và nó luôn luôn quay cùng một mặt về phía chúng ta. Việc tương tự cũng xảy ra với sao Thủy. Mặt trời khổng lồ ngăn không cho sao Thủy quay tự do. Trong không gian, giữa những người hàng xóm với nhau thì có quy luật về khối lượng. Nếu bạn nhìn vào trăng tròn vào mùa đông, bạn sẽ thấy là nó mọc lên rất cao trên bầu trời, trong khi mặt trời trong mùa đông lại luôn luôn ở khá thấp. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Mặt trăng thì chẳng có liên quan gì cả. Đó là do chuyển động của chúng ta. Chuyển động của trái đất làm thay đổi mọi thứ. Nhìn từ một nơi ngoài trái đất thì mặt trăng xếp thẳng hàng với mặt trời nhiều hơn hay ít hơn trên cùng một mặt bằng như trái đất và các hành tinh khác. Đối với chúng ta trên trái đất, hệ quy chiếu của chúng ta là cung hoàng đạo. Trên bức nền này, chúng ta xác định vị trí của các ngôi sao, các hành tinh cũng như mặt trời và mặt trời. Trái đất bị nghiêng đi trong mối tương quan với cung hoàng đạo. Và vậy nên trong suốt một ngày, mặt trời xuất hiện thấp
ở phía trên trời. Và ban đêm, chúng ta nhìn theo hướng này, và bây giờ mặt trăng lại xuất hiện cao trên bầu trời. Suốt ngày như thế này, còn vào ban đêm thì như thế này. Trái đất xoay theo một góc, nhìn từ trái đất, chính cung hoàng đạo nghiêng và có vẻ như nhấp nhụp. Seen from the Earth, it's the zodiac that tilts and seems to undulate. At noon, the sun passes low on the horizon. Vào buổi trưa chiều, mặt trời đi ngang qua thấp về phía trên trời, và ban đêm, mặt trăng đi qua cao trên bầu trời. Nhưng sự nhấp nhô của cung hoàng đạo thì đơn giản chỉ là ảnh hưởng của sự chuyển động của trái đất. Trong chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ thấy trái đất quay như thế nào. Mỗi ngày trái đất quay hoàn tất một vòng trên trục của nó, nhưng chúng ta hoàn toàn chẳng có tí cảm giác nào về việc quay vòng này cả. Trong khi khá là trái ngược, mỗi ngày chúng ta lại thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao khác quay xung quanh chúng ta. Đã một thời gian dài, chúng ta tin rằng trái đất là ở ngay trung tâm của vũ trụ, dưới mái vòm của những vì sao. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu cơ chế hoạt động của thái dương hệ. Phải cảm ơn ông Nicolas Copernic. Và tuần tới, chúng tôi sẽ cho bạn thấy sự phát hiện thiên tài đơn giản mà tuyệt vời của ông đã đưa trái đất vào trong quỹ đạo của nó. Tại sao trái đất lại quay? Tại sao mọi thứ lại tập hợp trong vũ trụ? Các dãy thiên hà cũng như những electron nhỏ xíu quanh các hạt nhân của nguyên tử, các hành tinh quay quanh mặt trời. Vào tuần tới, chúng tôi sẽ cho bạn thấy một vài điểm tham khảo đơn giản mà sẽ cho phép bạn nhìn thấy trái đất quay mà không cần bất kỳ dụng cụ thiên văn nào. Chúng ta sẽ thấy rằng trái đất không hề quay với cùng một vận tốc ở xích đạo và ở hai cực, và rằng có lý do khá hợp lý để phóng tên lửa từ chỗ xích đạo. Vào tuần tới, chúng ta sẽ từ không gian chìa xuống trên một chiếc máy bay bay từ Paris đến New York. Nó giống như bạn đang bay lơ lửng vậy. Những chiếc máy bay của chúng ta bay ngay trên trái đất quay về. Những con tàu thăm dò vũ trụ của chúng ta di chuyển với cùng một tốc độ với sao Thổ. Chiều đo đạc của con người chúng ta đã trở thành chiều của các hành tinh. Làm sao chúng ta sống trong những chiều không gian này? Làm sao chúng ta có thể điều chỉnh được cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Vào kỳ sau, chúng ta sẽ thấy làm sao để xác định được vị trí một hành tinh, ví dụ như sao Hỏa chẳng hạn, khi nó gặp mặt trăng. Bạn không cần một kính viễn vọng hay bất kỳ bản đồ thiên văn nào, chỉ cần nhìn lên mặt trăng. Nhưng có đúng là mặt trăng và sao Hỏa thật sự là hàng xóm không? Câu trả lời sẽ được giải đáp sau. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Khi nó quay vòng quanh trái đất trong một tháng, mặt trăng có vẻ như đi qua gần với từng hành tinh. Trong những sự giao hội này, mặt trăng cho phép chúng ta xác định vị trí của những hành tinh này và giúp chúng ta định vị được thái dương hệ của chúng ta tốt hơn. Đôi khi mặt trăng, người hàng xóm gần nhất của trái đất, có thể giúp chúng ta xác định vị trí của sao Thổ tại phía bên kia của hệ mặt trời. Trong vòng 2 tuần, mặt trăng hoàn tất một nửa chặng đường của nó xung quanh trái đất và nằm thẳng hàng với sao Hỏa. Trong những đêm giao hội, bạn có thể thấy sao Hỏa vàng hơn một chút so với các vì sao ngay kế bên mặt trăng. Nhưng nên nhớ rằng mặt trăng, sao Hỏa và các ngôi sao không thực sự là hàng xóm đâu. Mặt trăng ở rất gần chúng ta. Ánh sáng trăng đến trái đất chỉ trong một giây, còn ánh sáng phản chiếu bởi sao Hỏa phải mất 8 phút để đến được trái đất. Ngôi sao gần ngay bên phải của sao Hỏa thì thật sự ở rất xa đến nỗi ánh sáng của nó đã phát ra từ hơn 400 năm trước trong thời đại của Shakespeare. Các ngôi sao thì ở rất xa và không thể đến đó được, còn những hành tinh thì gần chúng ta. Chúng ta là thế hệ thứ nhất có thái dương hệ nằm trong tầm với của mình. Nhìn từ trái đất, mọi thứ có vẻ như quay xung quanh chúng ta, mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và các vì sao. Điều này giải thích cho quan niệm về vũ trụ trong thời cổ xưa. Trái đất nằm ở trung tâm dưới mái vòm của thiên đường với mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được cố định trong cái vòm đó.
Đã có vấn đề đối với các hành tinh như sao Hỏa chẳng hạn, nó di chuyển, giật lùi và quay theo những vòng kỳ lạ. Điều này sẽ khó giải thích nếu trái đất nằm tại trung tâm của vũ trụ. Nhưng sau đó, Nicholas Copernic đã có một khám phá thiên tài. Không phải trái đất là vật đứng yên trong trung tâm của vũ trụ, mà chính là mặt trời, và trái đất trở thành một hành tinh di chuyển xung quanh mặt trời cùng với các hành tinh khác. Khám phá này đã thay đổi nhận thức của chúng ta về vũ trụ. Và trái đất tìm thấy vị trí thật sự của nó. Thời đại kẹt này, khi chúng ta du hành cùng nhau trên con tàu vũ trụ trái đất, khám phá ra Thái Dương hệ hoạt động như thế nào, hãy nghĩ một chút đến Copernic, phải cảm ơn ông một phần. Tại sao trái đất lại quay? Bất kỳ cú lực nào nhận được một cú đánh hay bất kỳ va chạm lệch tâm nào cũng sẽ bắt đầu quay. Điều này đã diễn ra liên tục từ khi xảy ra Big Bang, một vụ nổ đầu tiên từ hàng tỷ năm về trước, bởi vậy nên mọi thứ đều quay. Trong tỷ lệ rất nhỏ, các electron quay xung quanh hạt nhân nguyên tử. Trong tỷ lệ rất lớn, các dãy ngân hà quay. Tinh vân tạo nên bởi khí và bụi quay vòng và co cụm lại với khối lượng cực lớn ở chính giữa, chính là mặt trời. Những thứ còn lại vẫn tiếp tục quay, thì cô đặt lại thành những hành tinh. Một trong những hành tinh này vẫn xoay tròn, chính là trái đất. Và bạn có thể thật sự thấy nó đang quay. Bóng của căn nhà di chuyển suốt cả ngày, hay là những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ và lướt chậm chậm qua sạt nhà. Chỉ cần nhìn vào những thứ này, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có thể thấy trái đất đang xoay. Tốc độ quay của trái đất nhanh hay chậm là phụ thuộc vào vị trí của chúng ta. Ba vòng tròn này đều hoàn tất vòng quay của mình trong 24 tiếng. Đương nhiên, vòng tròn lớn nhất sẽ phải di chuyển một khoảng cách lớn nhất. Bởi vậy, nên ở đây, trên xích đạo, thì trái đất quay nhanh nhất 1.600 km một giờ. Đó là lý do tại sao các tên lửa đã được phóng tại đây ở Kourou, Pháp, Việt Hà và từ mũi Canaveral ở miền Nam nước Mỹ. Để thoát khỏi lực hút của trái đất thì cần phải có một vận tốc rất cao. Vậy nên tốc độ 1.600 km một giờ mà trái đất thêm vào cho sức đẩy của các tên lửa đã là một lực rất hữu ích. Cách Bắc Cực một vài dặm, rất gần với trục, trái đất di chuyển với tốc độ chỉ khoảng 3 km một giờ. Bạn có thể đi bộ với vận tốc của trái đất quay. Và ở đây, giữa Scotland và Canada, trái đất quay với vận tốc xấp xỉ 900 km một giờ. Đó là tốc độ của những chiếc máy bay chúng ta dùng để du hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Nếu nhìn từ một nơi xa ở ngoài trái đất, thì có thể thấy máy bay của chúng ta cất cánh tại Paris, sau đó vẫn gần như đứng yên trong khi trái đất đang quay ở phía dưới. Cuối cùng, khi New York lướt qua ở dưới máy bay, thì nó hạ cánh. Chúng ta đến nơi khi giờ ở địa phương gần như là cùng thời điểm với lúc chúng ta bắt đầu bay. Đối với những hành khách bay từ Paris đến New York, với vận tốc của trái đất quay, thì thời gian dường như ngừng lại. Và đối với một người ở yên trong nhà, nhưng muốn gọi cho một người bạn của anh ta ở New York thì sao? Vào buổi trưa, anh ta sẽ có nguy cơ là đánh thức anh bạn dậy, bởi vì ở New York chỉ mới có 6 giờ sáng. Tại sao vậy? Trái đất quay, mỗi giờ nó lại hướng vào một vùng mới, một kinh tuyến mới vào mặt trời. Ở kinh tuyến đang đối mặt với mặt trời, thì nó đang là giữa trưa. Quãng đường Paris-New York là bằng 1/4 trái đất, 1/4 của một vòng quay hoàn chỉnh của trái đất trong 24 tiếng, và 1/4 của 24 tiếng là 6 tiếng, Paris-New York, 6 tiếng đồng hồ, cách biệt. Trái
Tại Paris, mặt trời đang ở trên đường kinh tuyến. Nó cũng có thể thấy được ở New York, nơi mà nó vừa mới chỉ mọc lên phía trên trời. Và cùng lúc đó, ở Tokyo, mặt trời đang lặn xuống sau 6 tiếng đồng hồ. Khi trái đất đã quay được 1/4 quãng đường và kinh tuyến ở New York đang hướng vào mặt trời, nó sẽ là buổi trưa ở New York và 6 giờ chiều ở Paris, nơi chúng ta sẽ thấy mặt trời lặn xuống phía trên trời. Mỗi phút, một thành phố khác, một đất nước khác sẽ quay mặt của nó vào mặt trời. Mỗi thành phố, mỗi đất nước có một giờ địa phương khác nhau. Với sự có mặt của máy điện báo và điện thoại, một hệ thống chung là cần thiết và trái đất đã được chia ra thành 24 khu vực có chung một giờ chuẩn. Paris, New York, 6 tiếng đồng hồ cách biệt, đó là khoảng cách về không gian hay về thời gian. Có lẽ là cả hai. Chúng ta bay nhanh như trái đất quay, và các tàu thăm dò vũ trụ của chúng ta đua kịp với sao Mộc và sao Thổ trên quỹ đạo của chúng. Chiều của con người chúng ta đã trở thành chiều của các hành tinh. Thái dương hệ đã nằm trong tầm hiểu biết của chúng ta. Chúng ta sẽ dành thời gian của kỳ tới để du hành giữa các hành tinh di chuyển xung quanh mặt trời như trái đất của chúng ta vậy. Nhưng chúng ở đâu? Chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tìm ra chúng trong bức nền của cung hoàng đạo. Và những nhà phi hành gia đã làm gì trước khi có phát minh về kính viễn vọng? Chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm cách nào mà phi hành gia người Đan Mạch Dieter Bright từ độ cao 3 tầng lầu đã đo được sự đi qua của sao Hỏa, và làm cách nào mà Johannes Kepler, người thừa kế được các ghi chép của Tycho Brahe, lại khám phá ra được rằng trái đất và các hành tinh không xoay quanh mặt trời theo hình tròn mà theo hình ellipse. Điều này cho chúng ta hiểu được thái dương hệ hoạt động như thế nào. Tại sao sao Hỏa đôi lúc lại chuyển động giật đùi và tạo nên những cuộn tròn trên bầu trời? Câu đố nghìn năm. Chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời vào kỳ sau. Chuẩn bị cho sự liên kết của trái đất, mặt trăng và mặt trời, và những cơn thủy triều. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy tại sao mặt trăng non lại gây nên thủy triều cao hơn bình thường, và tại sao lại có hai cơn thủy triều trong ngày trên cùng một phía của trái đất, trong khi mặt trăng chỉ đi qua có một lần. Chúng tôi sẽ cho bạn biết vào kỳ sau. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta, chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Chúng tôi đang trên đường đến điểm đánh dấu sẽ bắt đầu cuộc mùa xuân này. Các hành tinh đi cùng với chúng ta xung quanh mặt trời, nhưng với các vận tốc khác nhau. Chúng ta chỉ có thể thấy được những hành tinh nào ở ngoài con đường của mặt trời mà thôi. Sao Thủy Tinh và sao Kim thường bị che khuất bởi ánh sáng mặt trời, và sao Mộc cũng vậy, ở khá xa bên phần bên kia của thái dương hệ. Nhìn từ trái đất, khi sao Mộc thẳng hàng với mặt trời, chúng ta không thể thấy nó. Tuy nhiên, sao Thổ ở phía dưới của bức màn về phía bên trái nằm tại một góc khá rõ ràng với mặt trời, nên chúng ta có thể thấy nó vào mọi đêm. Tương tự đối với sao Hỏa, hành tinh lửa ở vị trí đối diện đây, đối diện với mặt trời. Nhìn từ trái đất, chúng ta có thể sử dụng nền của cung hoàng đạo để xác định phương hướng. Cung hoàng đạo là một dải tưởng tượng gồm những nhóm sao hay là những chòm sao có thể thấy được từ xa đằng sau những hành tinh. Các hành tinh vẫn không thể nhìn thấy được khi chúng đi qua trước cùng một chòm sao của cung hoàng đạo với mặt trời ở đây tại cung Magnet. Vào ban ngày, chúng ta sẽ không thể thấy chúng bởi vì chúng quá gần với mặt trời. Và khi mặt trời chìm xuống dưới chân trời, thì chúng cũng biến mất theo dưới chân trời. Vào ban đêm, các hành tinh nằm ở một góc rộng đối với mặt trời nên rất dễ thấy. Trái đất tiếp tục con đường của nó, và mặt trời nhìn như di chuyển ngang qua cung hoàng đạo vậy. Nó đi từ cung Magnet qua chòm sao của cung Bảo Bình. Ở bên phải, sao Hỏa, hành tinh đó di chuyển chậm hơn so với trái đất. Mỗi 2 năm một lần, chúng ta lại bắt kịp và qua mặt nó. Ở bên trái là sao Kim, du hành nhanh hơn chúng ta. Sao Thủy Tinh, hành tinh gần mặt trời nhất, di chuyển nhanh gấp 2 lần so với sao Hỏa. Hành tinh nào càng gần với mặt trời, thì nó càng quay xung quanh mặt trời nhanh hơn. Các mặt trời một quãng xa, các hành tinh ở ngoài quay chậm chậm trên quỹ đạo của chúng. Sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương. 400 năm trước, khi kính viễn vọng chưa được phát minh,
thì nhà phi hành gia người Đan Mạch Tycho Brahe đã đo được sự chuyển động của sao Hỏa. Tycho Brahe đã thiết lập một tấm bảng lớn, và đêm qua đêm, ông đã ghi nhận lại giờ và phút mà các ngôi sao và các hành tinh đi ngang qua tấm bảng của ông. Trong thời Trung Cổ, người ta nghĩ rằng trái đất nằm ở trung tâm của vũ trụ. Sau đó, Nicolaus Copernic đã có một phát hiện thiên tài. Trái đất không nằm ngay trung tâm của vũ trụ, mà trái đất và các hành tinh khác quay xung quanh mặt trời. Tycho không tin ông, nhưng may mắn thay Tycho đã đem những ghi nhận của mình cho Johannes Kepler xem. Cuộc gặp mặt của họ đã làm thay đổi thế giới. Kepler biết về học thuyết của Copernic và sử dụng những đo đạc của Tycho, ông đã có thể tìm ra được những chuyển động của các hành tinh có xoay quanh mặt trời nhưng theo các quỹ đạo hình ellipse. Trái đất và các hành tinh di chuyển nhanh hơn khi chúng ở gần mặt trời và chậm hơn khi chúng ở xa mặt trời. Mất cùng một khoảng thời gian để đi được quãng đường dài ở bên trái so với quãng đường ngắn hơn ở bên phải. Con đường ngắn mà rộng cũng bằng với con đường dài mà hẹp. Khám phá của Kepler đã giúp chúng ta chọn được con đường thích hợp để đi tới mặt trăng và sao Mộc. Lịch của chúng ta cũng phụ thuộc vào quy luật của Kepler và tốc độ biến đổi của trái đất. Chúng ta càng gần với mặt trời thì chúng ta càng di chuyển nhanh. Điều này làm thay đổi lịch trình của chuyến đi của chúng ta xung quanh mặt trời. Bây giờ chúng ta gần với mặt trời hơn một chút, trái đất tăng tốc và bắt kịp được một chút. Nhưng đến mùa hè, xa mặt trời hơn, thì trái đất di chuyển chậm lại và tụt lại phía sau. Điểm xuân phân là vào ngày 20 tháng 3, và điểm thu phân là vào ngày 23 tháng 9. Trái đất đạt tới điểm thu phân trễ mất 7 ngày. Để đi hết được một nửa quỹ đạo mùa hè này, thì trái đất phải mất thêm 7 ngày so với thời gian cần thiết để đi hết cùng một quãng đường trong một nửa mùa đông. Bởi thế, nên quy luật của Kepler không hề là một khái niệm trừu tượng đối với các nhà phi hành gia. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến lịch của chúng ta. Cứ khoảng mỗi 2 năm một lần, sao Hỏa lại không theo chuyển động của các hành tinh khác. Nó bắt đầu di chuyển giật đuổi về sau. Bình thường thì sao Hỏa tiến về phía trước trên bức nền của cung hoàng đạo. Vào năm 1997, chúng ta có thể thấy sao Hỏa di chuyển đằng trước các chòm sao của cung song tử, cự dài, sư tử, và tiến tới cung sử nữ. Nhưng đây, thay vì du hành cùng với cung sử nữ, thì sao Hỏa lại quay trở lại chòm sao của cung sư tử. Trong thời đại mà loài người còn nghĩ rằng trái đất nằm ở trung tâm của vũ trụ, thì họ đã nhận thấy những vòng tròn lặp lại tạo nên bởi sao Hỏa rồi, và đã thiết lập nên nhiều học thuyết phức tạp. Nhưng họ lại không thể giải thích được chuyển động giật ngược này. Khám phá của Nicolaus Copernic đã giải thích tất cả bằng cách đơn giản nhất. Trái đất quay xung quanh mặt trời như sao Hỏa vậy, nhưng trái đất di chuyển nhanh hơn sao Hỏa và qua mặt nó. Khi trái đất làm như vậy, sao Hỏa dường như di chuyển giật đuổi về sau trên bức nền của các vì sao vậy. Sau 2 tháng, sao Hỏa sẽ trở lại với chuyển động bình thường mà thực sự là chưa bao giờ thay đổi cả. Sau 2 năm và 2 chuyến đi vòng quanh mặt trời, chúng ta lại gặp sao Hỏa và lại vượt qua nó. Từng chút một, trái đất bắt kịp sao Hỏa. Khi đó bắt đầu vượt qua hành tinh lửa này, thì sao Hỏa chuyển sang thế giật đuổi trong mối liên hệ với các ngôi sao của cung hoàng đạo. Sau đó, khi đã bị qua mặt rồi, sao Hỏa lại chuyển động về phía trước như cũ. Nhờ có khám phá của ông Copernic mà sao Hỏa không còn quay xung quanh mặt trời với các vòng tròn lặp nữa. Mỗi tháng, khi mặt trời quay xung quanh trái đất, nó lại nằm thẳng hàng với mặt trời. Đây gọi là trăng thượng tuần. Trăng thượng tuần đem tới cho chúng ta thủy triều. Nước biển bị hút lên bởi mặt trăng để tạo nên đợt sóng cao ở bên phía gần mặt trăng. Mỗi ngày, mặt trăng lại đi qua trễ mất 50 phút so với ngày hôm trước. Đó là lý do tại sao những đợt thủy triều lại diễn ra chậm hơn 50 phút mỗi ngày. Khi mặt trăng thẳng hàng với mặt trời, chúng cùng hút, làm cho nước dâng lên theo cùng một hướng. Đây là thủy triều mùa xuân. Vậy tại sao lại có đến hai lượt thủy triều vào một ngày trong khi mặt trăng chỉ đi qua có một lần? Trọng lực tâm của trái đất không cùng ở một nơi với trọng lực trung tâm của cặp đôi trái đất mặt trăng.
Đợt thủy triều đầu tiên ở bên phía gần mặt trăng được gây ra bởi lực hút của mặt trăng. Vào cùng lúc đó, tại phần bên kia của trái đất có một đợt thủy triều thứ hai gây ra bởi lực ly tâm. Hơn nữa, quỹ đạo của mặt trăng là theo hình ellipse. Có đôi lúc mặt trăng gần, đôi lúc nó lại ở xa. Nó càng gần bao nhiêu thì thủy triều càng mạnh bấy nhiêu. Và khi lực tiếp cận gần nhất của mặt trăng đối với trái đất trùng hợp với trăng thượng tuần, thì nó sẽ cho chúng ta những đợt thủy triều mạnh nhất trong năm, đôi lúc còn mạnh hơn cả thủy triều ở điểm phân. Tuần sau, thì mặt trăng có rơi xuống trái đất hay không? Không, người ta nói một trái táo rơi trúng đầu Isaac Newton làm cho ông ta tự hỏi tại sao? Tại sao trái đất lại không rơi xuống mặt trời? Newton sẽ trả lời cho chúng ta vào chương trình tuần sau. Sao chổi Hale-Bopp đã di chuyển đến vị trí gần trái đất nhất vào cuối tháng 3 năm 1997. Đây có phải là lần đầu tiên không? Hay nó đã xảy ra trước đó cách đây 3.000 năm? Hiện nay, chúng ta đang nhận được ánh sáng mặt trời thêm 3 phút mỗi ngày, nhưng tia nắng mặt trời không chiếu xa mấy vào nhà bạn. Tại sao? Nhìn theo những tia nắng này, bạn sẽ phát hiện nơi bạn trong thái dương hệ. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu trái đất bao giờ cũng giữ nguyên vị trí. Trục trái đất luôn luôn nghiêng theo một hướng nhất định. Điều này giúp chúng ta tính được thời gian. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta sẽ đạt tới điểm xuân phân trong 5 tuần nữa. Vậy tại sao trái đất lại là quả cầu tròn? Vấn đề là về khối lượng. Khối lượng của trái đất gây ra một lực hút làm cho mọi phần của nó bị kéo hút vào tâm. Tuy nhiên, điều này không đúng đối với các thiên thạch. Thiên thạch là các hành tinh nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi nó không có đủ lực để hút tất cả các vật chất của nó lại và tạo nên một quả cầu. Ở trái đất, nơi có một khối lượng khổng lồ, lực hút hướng về tâm của trái đất là không thể cưỡng lại được và không có gì có thể thoát được nó. Thật là may mắn cho chúng ta bởi vì lực hút này giữ bầu khí quyển không khí chúng ta thở ở xung quanh trái đất. Chính là khối lượng của trái đất đã cho chúng ta cân nặng, giữ đôi chân của chúng ta được đứng chắc chắn trên mặt đất và các những người bạn Australia của chúng ta khỏi bay vào trong không gian. Bạn cảm thấy được lực hút này mỗi khi bạn phải leo lên những bậc thang, bất kỳ lúc nào bạn cố gắng di chuyển xa ra khỏi tâm của trái đất. Bạn phải vượt qua được sức hút của nó. Whenever you try to move away from the center of the earth, you have to overcome the earth's pull. Và khi một thứ gì đó tuột ra khỏi tay của bạn, ngay lập tức nó sẽ bị sức hút của trái đất kéo và rơi xuống. Người ta nói đây là cách mà lực hút của trái đất đã được khám phá ra trong thế kỷ thứ 18. Một trái táo rơi xuống đầu ông Isaac Newton làm cho ông ta tự hỏi, tại sao vậy? Bởi vì khối lượng khổng lồ của trái đất đã hút khối lượng nhỏ của quả táo. Vậy tại sao mặt trăng lại không rơi xuống trái đất? Và trái đất lại không rơi xuống mặt trời? Bởi vì lực hấp dẫn không phải là lực duy nhất tác động lên trái đất và các hành tinh khác. Khi các hành tinh hình thành, chúng bị phụ thuộc bởi một lực đẩy ly tâm khá mạnh từ tâm của nó. Cân bằng những lực ly tâm này với lại sức hút của mặt trời, mỗi hành tinh tìm được quỹ đạo riêng biệt của nó. Lực hút mạnh nhất khi ở gần mặt trời.
Lực hấp dẫn lớn nhất đối với sao Thủy tinh ngay gần bên cạnh mặt trời. Để giữ vững được trên quỹ đạo của nó phải di chuyển thật nhanh, 170.000 km/h, trong khi trái đất chỉ di chuyển ở tốc độ 107.000 km/h. Trái đất xa mặt trời hơn và sức hút của mặt trời cũng yếu hơn, vậy nên trên quỹ đạo của chúng ta, một vận tốc chậm hơn cũng là đủ rồi. Ngay cả như vậy, tốc độ chậm hơn cũng đã là 30 km/s. Tương tự thử xem, bạn di chuyển đến nơi nào đó cách xa 30 km chỉ trong một giây. Hiện nay, chúng ta đang được nhận ánh sáng mặt trời thêm 3 phút vào mỗi ngày. Tại sao vậy? Trái đất quay xung quanh mặt trời, nhưng trục của trái đất luôn luôn chỉ về cùng một hướng. Hành tinh của chúng ta không bao giờ mất phương hướng của nó. Quán tính của nó giữ cho nó luôn theo tư thế nghiêng này. Vào lúc này, Nam Cực đang tràn ngập ánh nắng mặt trời, trong khi Bắc Cực vẫn chìm trong bóng tối suốt mùa đông của nó. Nhưng trong suốt chuyến đi vòng quanh của chúng ta, Bắc Cực từ từ sẽ nghiêng về mặt trời. Vậy nên ở đây, mặt trời dường như du hành trên cùng một con đường này của ngày hôm qua. Ngày hôm nay, mọc chích hơn về bên trái. Vào giữa trưa, nó mọc cao hơn, và trong buổi chiều, nó lại xuống xa hơn về phía bên phải. Tìm một điểm đánh dấu khi mặt trời mọc lên và lặn xuống, và ngày mai bạn sẽ thấy rằng nó mọc chích hơn về phía bên trái, dâng cao hơn vào giữa ngày và lặn xuống xa hơn về phía bên phải. Nếu cửa sổ nhà bạn ít nhiều gì hướng về phía nam, thì vào mùa đông, mặt trời ở khá thấp trên bầu trời sẽ chiếu vào bức tường đối diện với cửa sổ đó. Nhưng dần dần, mặt trời leo lên bầu trời ngày càng cao vào mỗi ngày, sẽ chiếu nắng vào sạt nhà ở giữa căn phòng. Và trong mùa đông, khi mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời, nó sẽ chỉ chiếu vào sàn nhà ngay bên cạnh cửa sổ thôi. Bây giờ, vào mùa đông, tia nắng mặt trời đến được tới cuối căn phòng. Nhìn vào những tia nắng này và tưởng tượng vị trí của trái đất trong thái dương hệ, hãy tưởng tượng nơi bạn ở trong vũ trụ. Khi trái đất di chuyển theo quỹ đạo quanh mặt trời, trục của nó luôn luôn giữ kiêng theo cùng một hướng nhất định. Vậy nên trục là một dụng cụ tham khảo hữu ích để đo được thời gian và biết được bây giờ là mấy giờ. Chúng ta có thể tưởng tượng trục của trái đất lòi ra từ Bắc Cực như một cái xảo vậy. Và nếu chúng ta vẽ mặt của đồng hồ trên băng tuyết, thì bóng của trục trái đất sẽ cho chúng ta biết được giờ giấc. Nhưng không cần thiết phải đến vùng Bắc Cực, chúng ta có thể làm những hình mẫu thu nhỏ của trục trái đất. Đây là những chiếc đồng hồ mặt trời. Tại vùng Bắc Cực, cây sào nối dài trục của trái đất sẽ thẳng đứng dưới một góc vuông 90 độ tại Stockholm với vĩ độ 60 độ Bắc. Để song song với trục của trái đất, cây sào phải được để nghiêng đi 60 độ. Xa hơn về phía nam một chút, ở Paris 48 độ, ở Cameroon 15 độ. Và tại xứ đảo, cái sào có lẽ phải đặt nằm ngang trên mặt đất. Mặt đất ở đây song song với trục Bắc Nam của trái đất, vậy nên không hề có bóng, không hề có đồng hồ mặt trời. Nhưng ở đó lại có những loại đồng hồ mặt trời khác, tất cả đều thẳng hàng với trục Bắc Nam của trái đất. Mặc dù bạn không cảm thấy trái đất quay, nhưng bạn có thể thấy nó không chỉ bằng đồng hồ mặt trời, mà bằng tất cả những gì xung quanh bạn, bởi vì mỗi căn nhà và mỗi cái cây đều có bóng của riêng nó. Bạn chỉ cần phải nhìn thôi, khi bạn theo sau những cái bóng, bạn sẽ gần như cảm nhận được trái đất quay. Trong thái dương hệ, chúng ta rất quen thuộc với các anh bạn hàng xóm là những hành tinh, về vị trí, vận tốc và chuyển động của chúng. Nhưng sao chổi lại đến như một bất ngờ vậy. Có một số chúng ta biết được, ví dụ như sao chổi Halley đi ngang qua đều đặn cứ mỗi 76 năm một lần. Nhưng đôi khi, những sao chổi mới xuất hiện, ví dụ như Hale-Bopp vào năm 1997. Các sao chổi thì nhỏ hơn các hành tinh. Chúng di chuyển trên quỹ đạo hình elip. Một số đến từ các vùng xa xôi trong thái dương hệ, đi ngang qua gần với mặt trời, sau đó lại tiếp tục tiến lên trước. Khi chúng tiến đến mặt trời, chúng thải ra một lượng khổng lồ chất khí và bụi. Những vật chất này tạo nên đuôi của sao chổi, kéo dài trên bầu trời như tóc bay trong gió vậy. Sao chổi có nghĩa là tóc trong tiếng Hy Lạp. Sao chổi là các hành tinh nhỏ có tóc. Chúng ta hãy tin rằng khi những sao chổi lướt nhanh qua bầu trời, thì thân của chúng đi trước và đuôi của chúng theo sau. Nhưng sự thật là cái đuôi luôn luôn đối diện với mặt trời, bởi vì nó là một dòng các phần tử trôi ra từ mặt trời, gió mặt trời, và được mặt trời thổi cái đuôi của sao chổi hướng ra ngoài. Nếu không có cái đuôi kéo dài trong không gian, thì chúng ta sẽ không thể thấy sao chổi được.
Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ nhìn xa xa khỏi các hành tinh, đến với các vì sao mà vốn ở khoảng cách xa hơn rất nhiều, nhưng để giúp chúng ta tìm được phương hướng cho mình, ví dụ như vì sao bắt đầu Polaris gần với chòm sao Đại Hồng Tinh. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy tại sao nó vẫn đứng yên tại chỗ trong khi các ngôi sao khác chuyển động quanh nó trên bầu trời. Bí mật của Christopher Columbus là gì khi ông căng buồm xa khơi tìm những vùng đất chưa được biết tới? Tại sao người Ai Cập cổ đại khi họ xây dựng kim tự tháp vĩ đại 5.000 năm trước lại không thấy được cùng một vì sao với những khách du lịch thấy ngày hôm nay? Và tại sao sao Thiên Hàng lại nhích qua bên phải một chút vào mỗi ngày? Ngôi sao nào gần với chúng ta nhất? Chính là mặt trời. Vâng, mặt trời là một ngôi sao. Nó quá to đến nỗi nó có thể nuốt chửng trái đất cùng với mặt trăng di chuyển theo quỹ đạo quanh chúng ta, và lại quá nhỏ khi so sánh với các vì sao khổng lồ khác mà sẽ xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta vào tuần tới. Bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Nên nhớ rằng, đây là sự thật và nó đang diễn ra ngay lúc này. Trong giây phút này, khi bạn đang xem TV thì bạn đang quay tiếp trong không gian với vận tốc 107.000 km/h, tức là 30 km mỗi giây. Hôm nay, chúng ta đang ở đây. Trong 4 tuần tới, thì chúng ta sẽ ở đây, điểm xuân phân, nơi bắt đầu của mùa xuân. Trong suốt chuyến đi trong Thái Dương Hệ, chúng ta được hộ tống bởi những người hàng xóm của chúng ta, các hành tinh. Tuần này, hãy cùng nhìn ra ngoài các hành tinh và đến với các ngôi sao. Chúng ta ở rất xa chúng, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng như những anh bạn dẫn đường. Một ngôi sao luôn luôn chỉ cho chúng ta được nào về phía Bắc, Polaris, sao bắt đầu, rất dễ để tìm thấy. Ở đằng sau chòm sao Đại Hùng Tinh, năm khổ tay. Sao bắt đầu thăng hàng với trục của trái đất. Vào tất cả mọi đêm, các ngôi sao dường như quay xung quanh ngôi sao bắt đầu này bởi vì nó không hề chuyển động. Nhưng thật ra là bởi vì nó nằm trên đường thẳng nối dài với trục quay của chúng ta. Vậy nên sao bắt đầu là một điểm đánh dấu thiết thực và đáng tin cậy. Christopher Columbus đã sử dụng nó khi căng buồm ra khơi đi tìm những vùng đất chưa được biết tới. Ông đã quyết định băng qua đại dương trên đường vĩ tuyến 28. Vào mỗi tối, ông đều đo đạc góc của sao bắt đầu. Cho tới khi nào thước đo của ông còn chỉ 28 độ, thì ông biết rằng mình vẫn đi đúng hướng. Ông không đi hướng về phía nam hay phía bắc. Ông vẫn đi trên đường vĩ tuyến 28. Làm giống như Christopher Columbus, không có kính thiên văn, không có tính toán, chỉ nhìn lên sao bắt đầu và tưởng tượng ra chuyển động của con tàu vũ trụ trái đất quay quanh trục của nó luôn luôn hướng về sao bắt đầu. Nhưng đó cũng không hoàn toàn đúng. Qua hơn 26.000 năm thì nó vẽ được một vòng tròn. Hãy tưởng tượng trục của trái đất nổi ra ngoài cực bắc, kéo dài đến vô tận, nó sẽ gặp được sao bắt đầu. Từ thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác, các vì sao khác trở thành sao bắc của chúng ta. 12.000 năm trước, đối với người thượng cổ, nó là sao Vega. 50.000 năm trước là Thuban. Đó là khi người Ai Cập cổ đại xây dựng kim tự tháp. Họ nhắm một mũi giáo về phía bắc và họ thấy ở đằng cuối mũi giáo là ngôi sao Thuban, ở ngay bên trái chòm sao Đại Hùng Tinh, trong khi vào thời đại kể này, những người khách du lịch lại thấy sao bắt đầu. Thuban, sao bắt đầu, đây là gốc mà trái đất đã đánh đu trong suốt 5.000 năm. Chúng ta có thể tưởng tượng ra những tháng và những năm, có lẽ ngay cả một thế kỷ. Nhưng để tưởng tượng ra 5.000 năm, thì bạn phải nhìn vào góc nằm giữa Thuban và sao bắt đầu. Khi chúng ta di chuyển trên quỹ đạo của mình, chúng ta thấy các ngôi sao xê dịch một chút từ tuần này sang tuần khác. Chòm sao Thiên Lang rất dễ tìm thấy ở phía nam với cái đầu của nó, hai cánh tay, hai bàn chân và dây thắt lưng nữa. Sự thay đổi vị trí không đáng kể hàng ngày của các ngôi sao hoàn toàn bị mất đi so với chuyển động to lớn của trái đất quay. Thay đổi tầm nhìn của chúng ta vào mỗi giờ, làm cho nó cũng quay từ đêm sang ngày và lại quay trở lại đêm.
Nhìn vào chòm sao Thiên Lang mỗi đêm vào cùng một thời điểm, bạn sẽ thấy quả cầu bầu trời quay với tốc độ chậm như rùa. Tuy nhiên, quả cầu bầu trời không thực sự tồn tại. Đó là một mái vòm tưởng tượng, nơi mà các vì sao ở xa vô cùng dường như lấp lánh. Và dĩ nhiên, quả cầu bầu trời này không hề chuyển động. Đó là chúng ta ở trên trái đất đã di chuyển vòng quanh mặt trời mỗi năm một lần, 360 độ trong 365 ngày, một độ trong một ngày. Bởi vậy nên mỗi ngày vào cùng một thời điểm, chúng ta nhìn về bên trái một độ và sẽ thấy rằng các vì sao đã dịch về bên phải một độ. Tuần này, vào khoảng 9 giờ tối, sao Thiên Lang ở ngay đúng phía Bắc. Trong hai tuần tới, nó sẽ dịch qua bên phải một chút và một tháng nữa thì xa hơn chút nữa. Các ngôi sao di chuyển một độ vào mọi ngày và mỗi ngày chúng lại đi qua sớm hơn 4 phút, một độ trong không gian, 4 phút trong thời gian. Không gian và thời gian đã gặp nhau. Ngay từ lúc bắt đầu của chuyến đi này, chúng ta đã nhấn mạnh sự khác biệt giữa các hành tinh ở gần và các vì sao ở xa. Nhưng có một ngôi sao lại ở ngay giữa bức nền các hành tinh của chúng ta. Đó là mặt trời. Vâng, mặt trời là một ngôi sao. Tất cả những chấm nhấp nháy ngoài các hành tinh kia là các ngôi sao. Những mặt trời ở xa, thiên hà là hàng tỷ các mặt trời. Nhìn từ trái đất, các hành tinh nhìn giống như các ngôi sao. Nhưng bạn chỉ cần nhìn vào mặt trời để bị lóa mắt bởi sự khác biệt. Mặt trời thì chiếu sáng, trong khi các hành tinh chỉ phản chiếu là một phần của ánh sáng mặt trời. Mặt trời gửi đến chúng ta ánh sáng và sức nóng. Nó là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ. Sự thật là Thái Dương hệ là mặt trời, và gần như không gì khác cả. Tất cả các hành tinh, bao gồm cả trái đất, chỉ tạo nên một phần nghìn của Thái Dương hệ mà thôi. Mặt trời quá lớn để chúng ta có thể nắm bắt được nó. Cả một hệ thống trái đất, mặt trăng bao gồm quỹ đạo của mặt trăng, cũng có thể để vừa vào trong lòng mặt trời. Nhưng mà mặt trời khổng lồ này vẫn còn là một ngôi sao tương đối nhỏ. Và nếu chúng ta so sánh mặt trời với các ngôi sao khác, thì trái đất nhỏ bé của chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất trong bức màn này. Trong chòm sao Thiên Lang, Betelgeuse là ngôi sao to nhất mà chúng ta biết. Nó to đến nỗi nó có thể dễ dàng nuốt chửng mặt trời của chúng ta cùng với trái đất đang di chuyển theo quỹ đạo. Tất cả có thể nằm vừa vặn trong ngôi sao này. Chúng ta quen thuộc với những kích thước của những vật thể rất nhỏ, như nguyên tử với hạt nhân của chúng và những electron quay tròn. Chúng ta cũng biết được kích cỡ của những vật thể cực lớn như vũ trụ và các vì sao. Bây giờ chúng ta có một kích thước mới, Thái Dương hệ của chúng ta. Chúng ta là thế hệ đầu tiên mà có thể thông hiểu và thăm dò được nó. Mục đích của cuộc hành trình của chúng tôi là để cho bạn được kinh qua kích cỡ mới này. Chương trình tuần tiếp theo, chúng ta sẽ đến gần ngày 28 tháng 2. Và chúng tôi sẽ cho bạn thấy ngày 29 tháng 2 mà chúng ta thêm vào lịch cứ 4 năm một lần. Trong cuộc chạy đua quanh mặt trời, khi trái đất đến ngày 28 tháng 2, một phần tư ngày bị thiếu đều hoàn tất một năm. Bởi vì thời gian của chúng ta cần để quay quanh mặt trời không phải là 365 ngày, mà là 365 và một phần tư ngày. Bởi vì chúng ta không thể thêm một phần tư ngày vào lịch, nên chúng ta thêm nguyên một ngày vào lịch cứ 4 năm một lần để theo kịp được thời gian.
Bởi vậy nên mỗi 4 năm thì chúng ta lại có một năm 366 ngày, một năm nhuận vượt qua khoảng trống trên quỹ đạo của chúng ta. Nhưng như bạn thấy, ngày 29 tháng 2 không thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta. Lịch sử tiếp tục thay đổi đến mức độ mà một lần nó đã phải bỏ qua 10 ngày để ngăn lễ Phục sinh đến vào mùa đông hay là lễ Giáng sinh đến vào Halloween. Bây giờ thì lễ Phục sinh Hy Lạp đã qua đi 13 ngày. Và bởi vì tính kỳ quái của mặt trăng mà lễ Phục sinh nhảy lò cò tới lui giữa tháng 3 và tháng 4. Từ một bình minh của thời đại, đồng bộ hóa mặt trời và mặt trăng đã là một vấn đề gây đau đầu cực kỳ. Vào tuần kỳ sau, chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy tại sao mà một ngày nào đó chúng ta sẽ đi lại trên sao Hỏa, nhưng không bao giờ có thể đi trên sao Mộc. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Tháng 2 đang chuẩn bị kết thúc. Trong thời đại đế quốc La Mã cổ đại, cuối tháng 2 là cuối của một năm, và kể từ khi Julius Caesar lên ngôi, chúng ta đã thêm một ngày vào sau ngày 28 tháng 2, cứ 4 năm một lần, ngày 29 tháng 2. Tại sao vậy? Bởi vì thời gian chúng ta cần để hoàn thành quỹ đạo của mình không phải là 365 ngày, mà là 365 và 1/4 ngày. Trái đất vào cuối ngày của ngày 28 tháng 2 là ở đây, để hoàn tất một năm, 1/4 ngày bị thiếu mất. Trái đất tiếp tục đi chuyến du hành của nó, và bởi vì nó bắt đầu cuộc đua thiếu đi 1/4 ngày này, nên đến cuối năm, khi nó đến ngày 28 tháng 2, 2/4 ngày sẽ bị thiếu, tức là nửa ngày. Một năm sau là 3/4 ngày, và sau 4 năm, 4/4 ngày, tức là cả một ngày bị mất đi. Cứ mỗi 4 năm, để biết khoảng trống giữa vòng quay hàng ngày của trái đất và chuyến đi hạt năm của nó, chúng ta thêm vào ngày 29 tháng 2. Bởi vậy nên 4 năm một lần, chúng ta có một năm với 366 ngày, một năm nhuận, để cho hành trình của chúng ta vượt qua được khoảng trống và ngưng lịch khỏi lịch chuyển. Điều này đạt được là nhờ lịch Julian sáng tạo bởi Julius Caesar. Nếu chúng ta không thêm vào ngày 29 tháng 2, thì cứ mỗi 4 năm, tháng 3 sẽ đến sớm hơn một ngày. Sau một thế kỷ, thì chúng ta có một tháng cách biệt giữa lịch và mùa thật sự. Chúng ta sẽ ăn mừng lễ Phục sinh vào mùa đông và lễ Giáng sinh vào Halloween, và sự quốc độ sẽ lớn dần từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Rất cảm ơn ông Julius Caesar. Nhưng thêm vào ngày 29 tháng 2 cũng không có giải quyết được hết các vấn đề của chúng ta. Thật là không may, khi lịch Julian thêm vào ngày 29 tháng 2, thì nó lại thêm vào quá 38 phút. Vào cuối thế kỷ thứ 16, chúng ta thêm vào 10 ngày, vậy nên giáo hoàng Gregory 13, một nhà tiên hành xa nhiệt tình, đã mất đi 10 ngày này, và chúng ta đã đi thẳng từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 10. Để tránh gặp lại vấn đề đó một lần nữa, ông đã quyết định không thêm một năm nhuận vào năm cuối cùng của mỗi thế kỷ, 1700, 1800 và 1900. Dù sao đi nữa, sẽ có sự ngoại lệ vào mỗi 400 năm, về nên chúng ta sẽ có ngày 29 tháng 2 vào năm 2000. Cảm ơn sự điều chỉnh chính xác này, lịch của giáo hoàng Gregorian sẽ đưa chúng ta đi tiếp thêm 3000 năm nữa. Nhưng trong những quốc gia có đạo Thiên Chúa chính thống như La Mã và Nga, thì lịch Julian vẫn được giữ. Đó là lý do tại sao lễ Phục sinh của La Mã được tổ chức chậm hơn 13 ngày. Và lễ Giáng sinh ở Nga cũng vậy. Tại sao lại là 13 ngày khi mà giáo hoàng Gregory chỉ mất đi 10 ngày? Từ thời đại của giáo hoàng Gregory, lịch Julian không chính xác đã được thêm vào 3 ngày nữa, tổng cộng là nó chỉ mất 13 ngày. Đồng bộ hóa lịch của chúng ta với trái đất không phải là thủ tục trừu tượng, nó là cần thiết để kết nối vũ trụ với các mùa thực sự của chúng ta.
Vậy nếu lễ của chúng ta được điều chỉnh chính xác, thì tại sao lễ phục sinh lại nhảy tới nhảy lui giữa tháng 3 và tháng 4? Ngày của lễ phục sinh không phụ thuộc vào mặt trời, mà vào mặt trăng. Lễ phục sinh rơi vào ngày Chủ nhật, ngay sau lần trăng tròn đầu tiên của mùa xuân. Cũng có tồn tại âm lịch như lịch của Đạo Hồi. Cuối tháng nhịn ăn 3 ngày, tháng 9 ở các nước theo Đạo Hồi được công bố bởi vầng trăng khuyết đầu tiên. Cái ngày sau ngày trăng tròn, đồng bộ hóa chu kỳ của mặt trăng và mặt trời là một nhiệm vụ thật sự rất khó khăn. Từ khi loài người bắt đầu cố gắng vào đo đạc thời gian và xuất bản ra lịch, thì họ đã phải vật lộn với nhiều vấn đề. Bộ lịch cổ nhất mà chúng ta biết tới là lịch thời tiền sử Thánh Đường của Stonehenge ở Vương quốc Anh. Chụp của nó chỉ vào mặt trời đang mọc lên vào ngày của điểm hạ chí, ngày 21 tháng 6. Nhưng để đánh dấu được sự phát triển của mặt trăng, một bộ các trục phức tạp là cần thiết, bởi vì những vị trí giống nhau sẽ chỉ được lặp lại cứ 18 năm một lần. Ngay cả như vậy, thì tổ tiên của chúng ta cũng có thể dự đoán được các hiện tượng nhật thực hay vượt thực, nơi mà mặt trời và mặt trăng gặp nhau. Họ đã thành công trong việc kết hợp dương lịch và âm lịch. Các hành tinh khác thì không cần lịch. Ở trái đất, sự cần thiết phải đo đạc được thời gian và dự đoán được các mùa xuất hiện khi loài người bắt đầu cày cấy trồng trọt trên trái đất. Nhưng trái đất không phải là nơi duy nhất mà có đất. Những anh bạn hàng xóm của chúng ta, sao Thủy Tinh, sao Kim và sao Hỏa cũng được tạo ra từ đất. Chúng là cái mà chúng ta gọi là các hành tinh rắn, các hành tinh telluric. Chúng ta có thể đi lại trên bề mặt của sao Kim nếu nó không thật sự quá là nóng. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ bước từng bước trên địa hình lởm chởm đá của sao Hỏa. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi trên sao Thổ hay là sao Mộc. Những hành tinh to lớn này có lẽ có nhân đặc bằng đá hoặc là kim loại. Nhưng chúng phần lớn được tạo ra bằng khí ga. Hơn nữa, khối lượng của sao Mộc lớn hơn gấp 300 lần khối lượng của trái đất, và trọng lực của nó có thể ép nát chúng ta ngay lập tức. Điều đó cũng đúng với sao Thổ luôn, khi trọng lượng của nó bằng 100 lần trọng lượng trái đất. Trong tương lai gần đây, cơ hội duy nhất đáp xuống một hành tinh khác của chúng ta là sao Hỏa. Nhưng trước tiên, chúng ta phải chăm sóc trái đất kỹ càng, nơi duy nhất trong thái dương hệ mà chúng ta có thể sống một cách tự nhiên. Kỳ sau, chúng ta sẽ thấy hiện tượng nhật thực. Mỗi năm có hai lần nhật thực, mặt trăng đi ngang qua giữa trái đất và mặt trời, làm che mất mặt trời. Mặt trăng mất 4 tuần để quay một vòng quanh trái đất. Khi nó ở đây, bề mặt của nó được chiếu sáng hoàn toàn bởi mặt trời, nó là trăng tròn. Sau đó, khi nó di chuyển quanh trái đất, chúng ta thấy vật nhỏ dần và nhỏ dần của một nửa được chiếu sáng của nó. Đây là trăng bán nguyệt. Ở vị trí trăng bán nguyệt, mặt trăng sẽ đi ngang qua quỹ đạo của trái đất. Nó đánh dấu quãng đường mà con tàu vũ trụ trái đất của chúng ta sẽ đi ngang qua. Nơi mà chúng ta thấy trăng bán nguyệt là nơi mà trái đất sẽ đi qua 4 giờ sau. Sau đó mặt trăng sẽ đi hết 1/4 quãng đường cuối cùng trên quỹ đạo của nó và di chuyển vào vị trí thẳng hàng với mặt trời. Đây là mặt trăng non. Nhưng trong tháng này, sự thăng hàng trái đất, mặt trăng, mặt trời có ngoại lệ. Mặt trăng phủ bóng của nó lên trên trái đất và hoàn toàn che khuất mặt trời. Sự che khuất hoàn toàn này chỉ có thể thấy được trong một vùng hẹp là 200 km, nhưng chúng tôi sẽ cho bạn thấy ở đây trên màn ảnh của bạn. Vào tuần tới, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn biết làm thế nào mà họ các hành tinh được nhóm lại trong cùng một khu vực, lại có thể di chuyển mà không để lộ tung tích trên bầu trời xanh của chúng ta, được ẩn mình trong ánh sáng mặt trời. Tại sao chúng ta lại không thấy các ngôi sao vào ban ngày, trong khi chúng ta có thể thấy mặt trăng? Câu trả lời trong chương trình kỳ sau.
Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài một năm của chúng tôi. Khi mặt trăng ở đây, bề mặt của nó được chiếu sáng toàn bộ bởi mặt trời, nó trở thành trăng tròn. Khi nó di chuyển xung quanh trái đất, chúng ta thấy vệt nhỏ dần của một nửa được chiếu sáng của nó. Trăng tròn trở thành trăng bán nguyệt. Vào ngày trăng bán nguyệt, nó đi ngang qua quỹ đạo của trái đất và chúng ta có thể thấy chính đường đi trên quỹ đạo của chúng ta. Bình thường thì chúng ta không thể thật sự thấy được đường đi của trái đất. Mặt trăng quyết giống như một cái cột mốc trên trời vậy, cho chúng ta thấy nơi chúng ta sẽ tới, đi thẳng đến vị trí nơi mà mặt trăng đang ở ngay lúc này. Mặt trăng cách trái đất 400.000 km và trái đất đang di chuyển với tốc độ 100.000 km một giờ. Vậy nên trong 4 giờ nữa thì chúng ta sẽ ở chính xác vị trí của mặt trăng vào lúc này. Nhìn vào đồng hồ của bạn, nhìn vào mặt trăng, trong 4 giờ nữa bạn sẽ ở trên đó. Mỗi tháng 2 lần, khi bạn ngắm trăng bán nguyệt, bạn có thể mường tượng được tuyến đường vô hình đã đưa chúng ta đi vòng quanh mặt trời. Chúng ta nghĩ về mặt trăng như một vật thể xuất hiện vào ban đêm, nhưng thường chúng ta vẫn còn thấy nó vào ban ngày. Tại sao vậy? Mặt trời chiếu sáng mặt trăng. Và đây là điều xảy ra trước khi mặt trời mọc. Trời vẫn tối, chúng ta vẫn nhìn thấy được mặt trăng trên đường chân trời. Mặt trời vẫn khuất ở dưới chân trời, nhưng chúng ta có thể đoán được vị trí của nó, bởi vì mặt trăng khuyết được chiếu sáng bởi mặt trời, luôn luôn đối diện với mặt trời. Bây giờ thì mặt trăng và các ngôi sao mọc lên cao trên bầu trời, sau đó thì mặt trời mới xuất hiện. Mặt trời lên tỏa sáng khắp không gian, chuyển bầu trời thành một thứ giống như cái kính lọc màu xanh, che giấu những vì sao. Mặt trăng sáng hơn nhiều thì vẫn có thể nhìn thấy được. Mặt trăng lướt gần hơn đến vị trí thẳng hàng của nó giữa trái đất và mặt trời. Bởi vì mặt trăng chỉ được chiếu sáng một chút bởi mặt trời, nên nó gần như bị tối gần hết. Tất cả những gì chúng ta thấy là một miếng rất hẹp của một nửa được chiếu sáng của nó, một vầng trăng khuyết mỏng, một mình giữa bầu trời xanh buổi sáng. Và các vì sao vẫn còn ở đó. Vậy chuyện gì xảy ra đối với các vì sao trong suốt cả ngày? Chúng bị che khuất đằng sau những lớp khí bao bọc xung quanh trái đất, được nhuộm màu xanh bởi ánh nắng mặt trời. Lớp khí quyển là không khí mà bạn thở và kính lọc màu xanh ngăn không cho bạn nhìn thấy những ngôi sao. Tầm nhìn của chúng ta thay đổi cùng với trái đất, và khi nó lướt qua vùng trời không được chiếu sáng bởi mặt trời thì đó là đêm, và chúng ta có thể thấy các vì sao. Nhưng không phải ở các thành phố, nơi mà ô nhiễm và ánh sáng che khuất cả bầu khí quyển. Chỉ có những vì sao sáng nhất và các hành tinh là chúng ta vẫn có thể thấy được. Bây giờ tầm nhìn của chúng ta trở lại nơi mà bầu khí quyển nhận được ánh sáng mặt trời. Một lần nữa bầu trời có màu xanh, và trong bầu trời xanh này chúng ta thấy mặt trăng thường xuyên hơn là bạn nghĩ. Khi mặt trăng tiến đến quá gần mặt trời thì nó biến mất trong ánh sáng mặt trời. Mặc dù chúng ta không thể thấy nó, nhưng mặt trăng đi ngang qua bầu trời trong suốt cả ngày. Ngay bên phải của mặt trời, vô hình. Dĩ nhiên, mặt trời và mặt trăng không thật sự gần bên nhau. Mặt trời cách xa đến cả 400 lần. Không phải chỉ mặt trăng đi ngang qua bầu trời bị che giấu bởi ánh sáng mặt trời, mà gần như tất cả họ hàng các hành tinh bây giờ đều ở trong cùng một khu vực sao thổ ở phía bên trái, gần như thẳng hàng với mặt trời, nên chúng ta không thể thấy nó. Sao thủy tinh ở quá gần với mặt trời, bên chúng ta khó lúc nào mà thấy được nó. Sao kim không bao giờ quá xa so với mặt trời. Sao mộc
hành tinh lớn nhất nhích 1 tỷ về phía bên phải, và các hành tinh ở xa như sao Thiên Vương và sao Hải Vương ở phía trên của bức màn. Có đôi lúc sao Hỏa cũng gia nhập vào gia đình các hành tinh vô hình này đi hộ tống mặt trời trên đường đi của nó. Bởi vậy nên trong kỳ này, khi bạn nhìn lên mặt trời, hãy nghĩ về điều này: tất cả các hành tinh này đều đang đi ngang qua bầu trời mà không để lộ tung tích, bị che giấu hút bởi ánh sáng mặt trời. Khi mặt trăng lướt qua giữa trái đất và mặt trời, đó là trăng non. Mặt trăng phủ bóng hình một cái nón khổng lồ ra trong không gian. Mỗi tháng, cái nón này đi ngang qua gần trái đất, gần ngay phía trên hay phía dưới chúng ta, gần như chạm phải trái đất khi nó đu đưa qua lại, một lần ở trên nó, một lần ở dưới nó. Nhưng nó không hề đụng tới trái đất, bởi vì quỹ đạo của mặt trăng có nghiêng đi một chút so với quỹ đạo của trái đất. Bởi vậy nên bóng chỉ đi ngang qua phía trên hoặc phía dưới trái đất. Cho tới ngày mà sự thăng hạng của mặt trời, mặt trăng và trái đất là hoàn hảo, việc đó xảy ra mỗi năm 2 lần. Và ngày hôm đó, bóng của mặt trăng tràn lên trái đất và che khuất mặt trời. Hiện tượng nhật thực xảy ra. Trong ánh nắng ban ngày chói chang, chúng ta có thể thấy các ngôi sao và các hành tinh. Mặt trời lớn hơn rất nhiều so với mặt trăng, vậy nên bóng của mặt trăng chiếu trên trái đất chỉ bao phủ một vùng hẹp khoảng 200 km. Trong suốt hiện tượng nhật thực này, bóng của mặt trăng chạy đua cả hàng nghìn km trên trái đất. Đối với phía bắc và phía nam của dải nhật thực toàn phần nhỏ hẹp này, có một vùng bóng râm rộng lớn, một vùng có nhật thực bán phần, nơi mà mặt trời chỉ bị che khuất một phần bởi mặt trăng. Để thấy nhật thực toàn phần thì bạn phải ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Vậy nên bạn may mắn đấy khi được thấy nhật thực ngay đây trên màn ảnh của bạn. Chương trình tới, bạn sẽ thấy tại sao nhật thực toàn phần lại quá hiếm. Bóng của mặt trăng chỉ có thể tràn lên trái đất nếu mặt trăng đứng thẳng hạc một cách chính xác với trái đất và mặt trời. Mặt trăng và đi qua một điểm gọi là sao điểm, không sớm quá cũng không muộn quá. Mặt trăng chỉ đi ngang qua sao điểm này 1 năm 2 lần, vậy nên chỉ có thể có 2 lần nhật thực mỗi năm. Vùng có nhật thực toàn phần là một vành đai nhỏ hẹp có chiều rộng xấp xỉ 200 km, giống như là ví dụ vành đai nhật thực toàn phần đi ngang qua châu Âu vào ngày thứ tư 11 tháng 8 năm 1999 vào giờ ăn trưa. Vào tuần tới, chúng ta sẽ cho bạn thấy nhật thực toàn phần đó xảy ra bởi vì sự trùng khớp phi thường. Mặt trời to hơn mặt trăng 400 lần, nhưng nó lại cách xa trái đất hơn đúng 400 lần, nên lại hóa ra thành cục một kích cỡ. Chỉ có từ trái đất chúng ta mới có thể thấy mặt trăng che khuất mặt trời chính xác như vậy. Nếu người sao Hỏa cũng hứng thú với hiện tượng thiên thực này, thì họ sẽ phải thất vọng thôi. Họ có tới 2 mặt trăng, nhưng chúng lại quá nhỏ, không thể che khuất mặt trời được, không hề có hiện tượng thiên thực cho người sao Hỏa rồi. 2 tuần trước hay sau hiện tượng nhật thực thì sẽ có hiện tượng nguyên thực, mặt trăng đi vào vùng bóng râm của trái đất và bóng này làm tối mặt trăng. Đôi khi mặt trăng chúng ta có hiện tượng thiên thực loại khác khi nó đi qua đằng trước một ngôi sao hay một hành tinh nào đó, che khuất nó trong một lúc. Cơ hội thật sự thấy mặt trăng di chuyển là rất hiếm. Trong năm 1997, sao Chùy Hadbook mới đến gần trái đất và mặt trời nhất. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy những quỹ đạo kỳ lạ của các sao Chùy. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng bạn đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời kéo dài 1 năm của chúng tôi. Bây giờ chúng ta đang ở đây. Chúng ta sẽ đến được điểm xuân phân khi mùa xuân bắt đầu vào tuần tới. Khi mặt trăng đi ngang qua kề giữa trái đất và mặt trời, bóng của mặt trăng sẽ đổ xuống trái đất. Đây là hiện tượng nhật thực. Mặt trăng che khuất mặt trời một cách chính xác là bởi vì chúng ta nhìn thấy mặt trời và mặt trăng có cùng một kích cỡ. In fact,
Sự thật là mặt trời lớn hơn mặt trăng rất nhiều và cũng xa trái đất hơn nhiều. Nhưng nhờ một sự trùng hợp kỳ lạ mà mặt trời, trong khi lớn hơn mặt trăng 400 lần, thì cũng xa trái đất hơn mặt trăng 400 lần, nên nó lại trông như cùng một kích cỡ. Nhật thực toàn phần là độc nhất vô nhị trong Thái Dương hệ. Trái đất là nơi duy nhất mà mặt trăng có thể được thấy là che khuất mặt trời một cách chính xác. Dù sao đi nữa, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra, bởi vì quỹ đạo của trái đất không phải theo hình tròn mà là hình elip, và quỹ đạo của mặt trăng cũng vậy. Vậy nên đôi khi vào ngày có nhật thực, chúng ta ở gần mặt trời hơn và mặt trăng thì xa chúng ta hơn. Lúc đó, mặt trăng không thể hoàn toàn che khuất được mặt trời, và thay vì có nhật thực toàn phần, chúng ta có nhật thực dưới dạng một chiếc nhẫn. Nếu người sao Hỏa tồn tại và cũng hứng thú với các hiện tượng thiên thực, thì họ sẽ phải thất vọng. Họ có tới hai mặt trăng, nhưng chúng lại quá nhỏ để có thể che khuất mặt trời. Không có hiện tượng nhật thực cho người sao Hỏa xem rồi. Bình thường, đáng lẽ phải có hiện tượng nhật thực mỗi tháng, bởi vì trăng non sẽ ở giữa trái đất và mặt trăng vào mỗi tháng. Nhưng điều này không xảy ra được vì quỹ đạo của mặt trăng hơi bị nghiêng một chút và bóng của mặt trăng chỉ đi qua phía trên hoặc phía dưới trái đất. Để bóng của mặt trăng đổ chính xác lên trái đất, thì mặt trăng phải đi thẳng qua trục trái đất. Mặt trời đi qua đúng lúc ngay đúng nơi mà chúng ta gọi là sao điểm. Sau đó thì chúng ta có hiện tượng nhật thực toàn phần. 6 tháng sau, sau 6 kỳ trăng non nữa, mặt trăng lại một lần nữa thẳng hàng với trái đất và mặt trời. Lại sẽ có nhật thực một lần nữa, nhưng nếu mặt trăng đến sao điểm trễ, nó sẽ chỉ là hiện tượng nhật thực bán phần. Bóng của mặt trăng sẽ chỉ quét qua trái đất và chỉ che khuất mặt trời một phần. Một hiện tượng nhật thực toàn phần hoàn hảo sẽ đi qua châu Âu vào thứ Tư ngày 11 tháng 8 năm 1999 vào giờ ăn trưa. Và đây là hướng đi của nhật thực toàn phần ở Tây Ấn Độ vào ngày 26 tháng 2 năm 1998. Rất hiếm khi được thấy nhật thực toàn phần. Chỉ có một hay hai lần mỗi năm, và bởi vì vùng hoàn toàn nằm trong bóng tối là một vành đai hẹp có chiều ngang chỉ khoảng 200 km, bạn cần phải rất là may mắn mới ở đúng chỗ vào đúng thời điểm để thấy được nó. Hai tuần trước hoặc sau thời điểm hạng hạc này thì sẽ có hiện tượng nguyệt thực, bởi vì trái đất tạo ra một vùng bóng hình nón khổng lồ trong không gian, một bóng sâm to hơn rất nhiều lần so với bóng của mặt trăng. Vậy nên hai tuần trước hoặc sau hiện tượng nhật thực, mặt trăng sẽ bị nhận chìm trong bóng của trái đất. Bất cứ ai sống trên nửa tối của trái đất đều có thể ngắm được nguyệt thực. Bạn thấy được bóng của trái đất, bóng của chúng ta lớn dần lên mặt trăng tròn và làm nó biến mất trong trời đêm. Cứ mỗi đêm thì mặt trăng lại xuất hiện xa hơn về bên trái khoảng hai bàn tay. Bởi vậy, từ ngày này sang ngày khác, bạn có thể tưởng tượng chuyển động rất chậm chạp của mặt trăng cho nó đi nhích từng ít một xung quanh trái đất. Vào những dịp hiếm có, chúng ta có thể thấy được chuyển động sống của mặt trăng khi mặt trăng xuất hiện gần với một ngôi sao, ví dụ như là Aldebaran. Aldebaran là một ngôi sao ở xa, nhưng chúng ta có thể sử dụng nó như một mốc đánh dấu để thấy mặt trăng di chuyển. Mặt trăng khuyết dường như tiến lại gần hơn và gần hơn đến ngôi sao. Và sau đó, bất thình lình, trước khi phần trăng khuyết đến được nó, Aldebaran biến mất như bị xóa sạch ra khỏi bầu trời. Ngôi sao đã bị che khuất bởi phần không được chiếu sáng của mặt trăng. Sau một giờ hay khoảng đó, Aldebaran lại xuất hiện trở lại.
Nếu bạn quan sát bằng ống nhòm, nó giống như một quạt bong bóng nhỏ nhưng sáng rõ đang trôi dần ra khỏi mặt trăng. Bình thường thì chuyển động của mặt trăng khi nó đi vòng quanh trái đất thì quá chậm nên chúng ta không thấy được. Nhưng vào tối hôm đó, cảm ơn sao Aldebaran, chúng ta có thể thực sự thấy được mặt trăng chuyển động. Quỹ đạo của mặt trăng thì hơi bị nghiêng, trong khi các hành tinh quay quanh mặt trời ít hay nhiều gì thì cũng trên cục mặt phẳng với trái đất, ngoại trừ sao Diêm Vương với quỹ đạo nghiêng đi 17 độ. Trên quỹ đạo của nó, Hayward, sao Chổi mới được phát hiện vào năm 1997, di chuyển với một góc vuông ngay trên mặt phẳng của các hành tinh. Vậy nên, khi nó đi gần đến trái đất, chúng ta thấy nó ngay trên điểm mà mặt trời vừa lặn. Trên quỹ đạo cao nhất của nó, sao Chổi đi qua trái đất gần nhất là vào cuối tháng 3 năm 1997, và một tuần sau, nó đạt tới vị trí gần nhất với mặt trời. Sau đó, lại lên đường tiến tới mặt phẳng các hành tinh. Nhưng trong suốt thời gian này, trái đất đã tiếp tục quỹ đạo của nó và mặt trời thành ra lại nằm ngay giữa chúng ta và sao Chổi này làm che khuất nó. Tuần sau sẽ là ngày Xuân Phân. Đó là ngày mà mặt trời chiếu thẳng đứng ngay trên sức đạo và ngày và đêm dài như nhau. Trên bán cầu Bắc, mùa xuân được bắt đầu. Ngày Xuân Phân cũng là thời gian của các đợt thủy triều. Lực hút của mặt trăng hút lấy nước biển và vào ngày Xuân Phân, mặt trời thẳng đứng trên đường sức đạo thêm vào một lực hút cho lực ly tâm của trái đất. Đó là thứ cho chúng ta những đợt thủy triều của Xuân Phân. Đã 3.000 năm, vào ngày Xuân Phân, mặt trời nằm trên cùng một đường thẳng với chòm sao của cung Song Ngư. Hiện giờ, mặt trời đang di chuyển xa dần và xa dần khỏi cung Bảo Bình. Khi chúng ta nói về cung Song Ngư và cung Bảo Bình, thì có nghĩa là chúng ta nói về các chòm sao, nhóm các ngôi sao. Đừng lẫn lộn chúng với các dấu hiệu chiêm tinh nhé. Vào năm 1997, vào đêm Xuân Phân đã có hiện tượng nguyệt thực. Chúng ta có thể thấy bóng của trái đất tràn lên mặt trăng và nhận chìm nó trong bóng tối. Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng các bạn tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi kéo dài một năm vòng quanh mặt trời. Tuần này sẽ đưa các bạn đến thời điểm Xuân Phân, thời điểm bắt đầu của mùa xuân. Chúng ta có thể cảm nhận được là chúng ta đang đi vòng quanh mặt trời vì các mùa đông, xuân, hạ, thu và rồi lại đến mùa đông. Quay quanh trục của nó, trái đất đối diện với mặt trời theo nhiều góc độ khác nhau. Khi trái đất ở vào vị trí này, giữa trưa, mặt trời thẳng đứng ở nam bán cầu. Ngay bên dưới, đó là mùa hạ. Còn lúc đó, hầu như là cả ngày, bắc bán cầu ở trong bóng tối, đó là mùa đông. Rồi khi trái đất di chuyển theo quỹ đạo của nó, đường thẳng ngay chỗ mặt trời chiếu thẳng xuống đúng vào đường xích đạo. Ban ngày là khi mặt trời thẳng đứng ngay bên trên đường xích đạo, lúc đó là điểm phân mùa. Mặt trời chiếu đều giữa hai phía bắc và nam. Đối với bắc bán cầu, đó là lúc mùa xuân bắt đầu. Khi trái đất tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo của nó, những tia nắng của mặt trời chiếu xa hơn về phía bắc, và đó là vào tháng 6 hay tháng 7, thì bắc bán cầu tiếp cận nhiều nhất với mặt trời, và những tia nắng đến với chúng ta nóng hơn nhiều, đó là mùa hạ. Khi chúng ta tiếp tục hành trình, mặt trời di chuyển theo hướng trở về với đường xích đạo và băng ngang qua đó vào ngày 23 tháng 12, chính là điểm thu phân. Nó trở về bên dưới đường xích đạo và mùa đông đang đến. Nhưng hôm nay, mặt trời đang ở bên trên đường xích đạo và mùa xuân đang bắt đầu. Tại điểm phân mùa này mang đến cho chúng ta những đợt sóng của mùa xuân. Sức hút của mặt trăng làm dâng nước trong đại dương.
Nếu đó là lúc trăng hạ tuần, thì nó hút theo hướng này, trong khi mặt trời hút theo một hướng khác. Hai sức hút ngược chiều nhau này chỉ gây ra những đợt thủy triều nhỏ. Tuy nhiên, nếu mặt trăng ở vị trí thẳng hàng với mặt trời, hai sức hút cùng một lúc nên gây cho ta những đợt thủy triều lớn. Vào những ngày thuộc thời điểm phân mùa, khi mặt trời ngay trên đường xích đạo làm tăng thêm sức hút vào lực ly tâm và sau đó gây ra những đợt thủy triều vào thời điểm phân mùa. Một yếu tố khác cũng quan trọng đối với thủy triều là khoảng cách với mặt trăng. Quỹ đạo mặt trăng có kiện bầu sục, vì vậy đôi khi mặt trăng có lúc thật xa và có lúc thật gần. Mặt trăng càng gần bao nhiêu thì thủy triều càng cao bấy nhiêu. Đôi khi thủy triều mạnh nhất không xuất hiện vào điểm phân mùa, nhưng vào những ngày khi mặt trăng gần nhất so với trái đất. Nếu chúng ta nhìn mặt trời vào điểm phân mùa ngày đầu tiên của mùa xuân, nó xuất hiện ngay trước mặt cung Sao Khư, tức là cung thứ 12 của hoàng đạo. Qua một thiên niên kỷ, trục của trái đất vẽ thành một vòng tròn, dần dần thay đổi góc của nó. Dĩ nhiên là đường xích đạo cũng thay đổi góc của nó. Này nhé, nếu đường xích đạo thay đổi góc của nó, thì ngày vào điểm phân mùa cũng sẽ thay đổi, vì đó là ngày mặt trời ở ngay bên trên đường xích đạo. Trong 3.000 năm qua, ngay vào thời điểm phân mùa, mặt trời ở ngay trước mặt cung Song Cư, tức là cung thứ 12 của hoàng đạo. Hiện giờ, nó đã trịch ra khỏi chòm sao Song Cư này. Dần dần, trong vài thế kỷ tới đây, vào ngày phân mùa, mặt trời sẽ không còn ở ngay trước mặt cung Song Cư, tức là cung thứ 12 của hoàng đạo nữa. Nó sẽ trịch sang chòm sao Bảo Bình. Đó là lý do vì sao chúng ta nghe nói về bình minh của thời đại Bảo Bình. Các nhà thiên văn gọi đây là sự biến động của phân mùa, mặt trời chuyển dần từ cung Song Ngư sang cung Bảo Bình. Khi chúng ta nói về cung Song Ngư và cung Bảo Bình, có nghĩa là chúng ta nói đến các chòm sao, các mô hình kết cấu của các vì sao, chứ không phải là một hiện tượng thiên văn. Các nhà thiên văn chưa điều chỉnh những ký hiệu của họ đối với hiện tượng di rời điểm phân mùa. Vì thế, qua khoảng 2.000 năm, các dấu hiệu thiên văn đã di chuyển từ chòm sao này sang chòm sao kế cận. Khoảng cứ 2 năm một lần, trái đất lại vượt qua sao Hỏa, có tên là hành tinh đỏ, di chuyển theo quỹ đạo phía ngoài. Trái đất di chuyển ở quỹ đạo bên trong, di chuyển nhanh hơn sao Hỏa và qua mặt nó cứ 2 năm một lần. Cứ chạy đuổi như thế, trái đất di chuyển giữa sao Hỏa và mặt trời. Khi mặt trời, trái đất và sao Hỏa thẳng hàng, thì sao Hỏa ở vào tư thế đối diện với mặt trời. Từ trái đất nhìn lên, thì trông như mặt trời lặn về hướng tây, sao Hỏa mọc từ phía đông. Đến nửa đêm, sao Hỏa ở vị trí đối nghịch, bây giờ là hướng nam. Sao Hỏa hiện ra có màu vàng giữa những vì sao màu trắng. Khi trái đất ở giữa sao Hỏa và mặt trời, sao Hỏa ở vào vị trí đối nghịch với mặt trời. Vào giữa trưa, chúng ta thấy mặt trời ở về hướng nam, và lúc nửa đêm thì sao Hỏa ở vào hướng chính nam. Sao Hỏa là vì sao duy nhất các nhà thiên văn có thể sẽ đặt chân lên đó trong một tương lai gần. Vào năm 1976, một con tàu thăm dò đã đáp xuống đó để lấy mẫu đất phân tích. Những con tàu thăm dò khác đang trên đường đến sao Hỏa. Mỗi tháng, mặt trăng lại thẳng hàng với sao Hỏa. Khi hiện tượng sao hội này xảy ra vào buổi tối, nó giúp chúng ta xác định được sao Hỏa giữa những vì sao khác. Sao Hỏa nằm gần kề với mặt trăng. Khi ta di chuyển quanh mặt trời, chúng ta quên rằng trái đất mang theo cùng với nó một bóng sâm khổng lồ có đường kính 12.000 cây số. Chúng ta cũng không nên quên rằng mỗi buổi chiều khi mặt trời lặn, chúng ta lọt vào vùng bóng tối này và lúc đó là ban đêm. Trong hiện tượng nguyệt thực, lúc nào cũng xảy ra vào lúc trăng rằm, để sau cùng chúng ta có thể thấy bóng của trái đất in trên mặt trăng. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra 2 tuần lễ trước và sau hiện tượng nhật thực.
Trong khi hiện tượng nhật thực chỉ có thể thấy được trong một phạm vi rất hẹp và chỉ kéo dài khoảng vài phút, thì hiện tượng nguyên thực dễ thấy hơn. Khi mặt trăng đối diện mặt trời, nó rơi vào bóng của trái đất. Vì bóng của trái đất rộng hơn nhiều so với mặt trăng, nên hiện tượng xâm thực đó kéo dài nhiều giờ đồng hồ và mọi người có thể chiêm ngưỡng được mặt bên kia hay là phần tối của trái đất. Trái đất phủ bóng tối lên mặt trăng rằm. Những tia sáng mặt trời được lọc qua bộ khí quyển của chúng ta khiến cho mặt trăng có màu như màu hoàng hôn. Thời cổ Hy Lạp, khi Aristotle thấy bóng trái đất in trên mặt trăng, ông ta nói trái đất tròn. Và nếu có những nhà thiên văn trên mặt trăng, họ hẳn thấy được nhật thực. Kỳ sau, chúng ta sẽ thấy vì sao ngày phục sinh lại hay thay đổi mỗi năm. Vì sao mùa xuân lại thỉnh thoảng bắt đầu vào ngày 20 tháng 3 và đôi khi lại vào ngày 21? Vì sao chúng ta phải trên trái đất ra làm 24 múi giờ và thay chúng bằng những múi giờ nhân tạo? Chúng ta đã bị lệch lạc rồi chăng? Chúng ta tạo ra đồng hồ ở Tây Âu để thể hiện giờ giấc ở Đông Âu chăng? Con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng các bạn tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi kéo dài một năm vòng quanh mặt trời. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra 2 tuần trước hoặc sau hiện tượng nhật thực. Sau khi gây ra hiện tượng nhật thực, mặt trăng quay quanh trái đất. 2 tuần lễ sau, nó tiếp cận bóng tối của trái đất và vượt qua bóng tối đó. Bóng của trái đất in lên mặt trăng rằm và biến nó thành trăng khuyết. Ở Hy Lạp cổ đại, trong khi xảy ra hiện tượng xâm thực như thế, Aristotle chú ý đến vành trăng khuyết. Đó là bằng chứng cho thấy ông ta đang tìm kiếm. Chỉ có một vật thể to lớn hình tròn mới có thể in bóng tròn lên mặt trăng. Như thế, vậy thì trái đất tròn. Trong thời gian diễn ra hiện tượng xâm thực, bóng của trái đất di chuyển và khiến cho mặt trăng tối sập lại. Nhưng cũng trong lúc đó, nó cũng khoác lên những màu sắc kỳ lạ. Đây chỉ là vì tia sáng mặt trời đi xuyên qua bầu khí quyển của trái đất, cũng tựa như lúc hoàng hôn vậy. Các nhà thiên văn trên mặt trăng trong khi xảy ra hiện tượng xâm thực cũng thấy được hiện tượng hoàng hôn này ngay sau khi thấy mặt trời lên. Kỳ trăng rằm sắp tới sẽ không đi qua bóng râm của trái đất. Nó đi khơi chạch một chút về phía hết bên trên. Một năm chỉ có 2 lần nguyệt thực, và lần nguyệt thực kế tiếp diễn ra trong vòng 6 tháng. Vào ngày 20 tháng 3, mùa xuân bắt đầu. Đôi khi mùa xuân bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 mà không phải là 20, vì sao lại bị trễ như thế? Vào lúc giữa trưa ngày 20 tháng 3, trái đất đạt đến điểm xuân phân của nó, nhưng vì vòng quay mỗi ngày của nó không đồng bộ với vòng quay hạt năm của nó, và việc này lại cũng xảy ra y như vậy trong năm sau đó. Vào giữa trưa ngày 20 tháng 3, trái đất vẫn chưa đạt tới điểm xuân phân. Còn phải 6 tiếng đồng hồ nữa mới tới được. Trái đất sẽ đạt tới điểm xuân phân của nó vào lúc 6 giờ chiều, và mùa xuân chính thức bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều hôm đó. Sang năm sau, mùa xuân lại đến chậm mất 6 giờ đồng hồ so với năm trước đó, tức là mùa xuân này sẽ vào buổi sáng ngày 21 tháng 3. Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo cách như vậy, mùa xuân bắt đầu càng ngày càng chậm đi. Chúng ta được an toàn nhờ có năm nhuận, lúc đó chúng ta thêm một ngày vào tháng 2, đó là ngày 29. Bằng cách thêm một ngày vào mùa đông, chúng ta ngăn chặn được việc trái đất vượt rào một ngày qua mùa xuân. Trespassing one day into spring.
cứ 4 năm một lần, trước năm nhuận một năm. Mùa xuân bắt đầu vào ngày 21 tháng 3, còn trong những năm khác, nó bắt đầu vào ngày 20 tháng 3. Mùa xuân đã bắt đầu, chẳng bao lâu nữa sẽ là lễ phục sinh. Nhưng mỗi năm, ngày lễ phục sinh lại thay đổi. Truyền thống của người Công giáo quy định 3 điều kiện. Lễ phục sinh được cử hành sau ngày xuân phân, sau ngày trăng rằm đầu tiên trong mùa xuân, và lúc nào cũng vào ngày Chủ nhật. Những ngày khi trái đất mặt trăng thẳng hàng sẽ là ngày phục sinh. Ngày ấy đến rồi, tiếp cận với ngày xuân phân năm 1997. Trái đất vượt qua đường thẳng, đáp ứng được điều kiện đầu tiên. Nhưng mặt trăng chưa phải là trăng rằm. 4 ngày sau mới đến trăng rằm, điều kiện thứ nhì được đáp ứng. Nhưng đó là vào một ngày thứ hai mà với ngày lễ phục sinh, chúng ta quy định đó là Chủ nhật. Vậy thì lễ phục sinh sẽ tính vào ngày Chủ nhật tới. Một năm khác, năm 1998, khi trái đất và mặt trăng vượt qua điểm phân mùa, mặt trăng lúc bấy giờ chỉ là trăng nửa vành. Với vị trí này khiến cho mùa phục sinh đến chậm. Mặt trăng đã hoàn tất một vòng quỹ đạo trước khi nó trở lại trăng rằm, như thể phải mất đến 3 tuần lễ. Đó là một ngày thứ bảy. Vậy thì chúng ta không phải đợi lâu. Ngày hôm sau là Chủ nhật rồi, tức là lễ phục sinh, luôn luôn sơ vào ngày Chủ nhật sau ngày trăng rằm đầu tiên của mùa xuân. Khi đồng hồ chúng ta chỉ thời gian, là chúng cho ta biết vị trí của trái đất trong quan hệ với mặt trời. Thông thường, khi mặt trời vượt qua kinh tuyến nơi thành phố bạn ở, thì đó là giữa trưa. Trái đất quay một vòng hoàn toàn chung quanh nó trong 24 giờ. Cứ mỗi giờ, mặt trời chiếu qua một múi giờ. Vì vậy, trái đất được chia ra làm 24 múi giờ. Giờ là giờ ngọ ở Praha. Mặt trời đang trên đỉnh đầu ở Praha. Một giờ sau, giờ ngọ nó sẽ ở Paris. Một giờ sau đó, giờ ngọ sẽ ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. 2 giờ sau, giờ ngọ sẽ ở Brazil và ở Greenland nữa. 2 giờ sau nữa, giờ ngọ sẽ ở New York. Để đơn giản hóa việc thông tin liên lạc giữa các quốc gia lân cận, các múi giờ tự nhiên sẽ được thông tin theo múi giờ nhân tạo. Madrid và Praha ở trên cùng một múi giờ, mặc dù chúng ở cách xa nhau đến 2.000 cây số. Vào lúc giữa trưa, mặt trời đi qua kinh tuyến của Praha. Ở đó, đồng hồ sẽ chỉ vào 12 giờ trưa và mọi thứ điều hòa. Nhưng mặt trời mất gần một tiếng đồng hồ để đạt đến kinh tuyến của Paris. Và tại đây, đồng hồ của người Paris không chỉ đúng họ, mà gần như là một giờ trưa, giờ Praha. Như vậy là người Pháp sử dụng giờ của Praha. Cuối tuần này, vào đêm thứ Bảy, chúng ta sẽ đổi sang giờ tiết kiệm về 3 ngày. Chúng ta sẽ chỉnh đồng hồ sớm hơn một tiếng đồng hồ. Mặt trời sẽ mọc trễ hơn một giờ. Trái đất được chia ra làm 24 múi giờ khi chúng ta chuyển sang mùa hạ, tức là chúng ta đã rơi vào múi giờ của nước láng giềng. Ở phần lớn châu Âu, chúng ta sớm hơn một giờ khi bước sang mùa hạ. Để đơn giản hóa việc truyền thông, chúng ta thay đổi giờ thực sự của địa phương. Những giờ này mới thể hiện được vị trí của mặt trời với múi giờ chính thức, đáp ứng đúng với giờ địa phương ở Praha. Ở Madrid, Paris và Warsaw, đồng hồ chỉ cùng một thời gian, mặc dù ba thành phố này ở những múi giờ khác nhau. Khi chúng ta đổi đồng hồ của chúng ta vào mùa hạ, là chúng ta rời thời khóa biểu của chúng ta thêm một giờ thiên về hướng đông. When we change our watches to summertime, we'll move our timetable 1 hour more to the east. Người Anh sẽ dùng giờ của Praha và người Pháp dùng giờ của Istanbul. Mặt trời sẽ đi qua kinh tuyến Istanbul đúng vào giữa trưa, và khi mặt trời đi qua Paris, lúc đó là 2 giờ chiều theo giờ Istanbul. Vòng quay của trái đất sẽ không thay đổi, chỉ có một thứ thay đổi là cách chúng ta tính thời gian. Chương trình kỳ sau, ngày đầu tháng 4 sẽ không phải là ngày cả tháng 4 đâu, mà chỉ là một phút đánh lừa của ánh sáng từ các vì sao. Và trang trọng sao Thiên Lang đơn giản chỉ là một ảo ảnh to lớn. Và trong số những chòm sao lấp lánh xa xa, một số đã biến mất từ cách đây hàng nghìn năm, nhưng chúng ta vẫn còn thấy nó.
Mặt khác, trong sân sau của hành tinh hệ của chúng ta, nơi ánh sáng mặt trời phải mất đến 8 phút mới đến được với chúng ta, sẽ sớm có một cuộc hội ngộ giữa mặt trời và sao thổ hầu như mỗi năm. Nó diễn ra ngoài tầm mắt của chúng ta, đằng sau mặt trời, nhưng bạn có thể chứng kiến được điều đó ngay ở đây trên màn hình của bạn. Và cuối tháng 3 năm 1997, sao chổi Hale-Bopp tiến đến điểm gần nhất với trái đất. Sao chổi đến từ đâu trên các quỹ đạo không đồng tâm của chúng? Chúng đi về đâu? Có bao nhiêu sao chổi? Ai gửi chúng đến đây? Điều gì xảy ra khi chúng di chuyển qua gần với những hành tinh khổng lồ? Hãy quan sát sao chổi Halley, chúng ta sẽ biết được ngay lịch sử này. Xin chớ bỏ qua chương trình tiếp theo về trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng các bạn tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi kéo dài một năm vòng quanh mặt trời. Lúc này, chúng ta đang di chuyển từ điểm Xuân Phân đến điểm Chí Tuyến, nơi bắt đầu cuộc mùa hạ. Chúng ta sẽ ở đó khoảng 12 tuần. Trái đất, mặt trời và sao thổ có sự giao hội thẳng hàng hàng năm. Năm 1997, sao Kim cũng tham gia vào sự giao hội đó. Tất cả diễn ra phía sau lưng mặt trời, không trông thấy được, nhưng bạn có thể quan sát được trên màn hình của bạn. Vào đầu năm 1997, chúng ta thấy sao Kim vào buổi sáng ở về bên phải mặt trời. Trong vòng 3 tháng, sao Kim tiến sát về phía mặt trời và nhanh hơn hành tinh chúng ta trên quỹ đạo của nó, sẽ vượt qua được các khoảng cách này và sẽ trượt đằng sau mặt trời. Vào đầu năm, trái đất ở vị trí này và chúng ta thấy sao thổ vào buổi tối về bên trái của mặt trời. Trong 3 tháng vừa qua, sao thổ hầu như không di chuyển. Trong khi đó, hành tinh chúng ta đã đi được 1/3 quỹ đạo và bây giờ chúng ta không thể thấy sao thổ thẳng hàng đằng sau mặt trời được. Nó băng qua bầu trời và bị mặt trời che khuất. Chính vì vậy, vũ khúc của các hành tinh này mang đến cho chúng ta hiện tượng bộ ba sao hội, ba hành tinh thẳng hàng. Sao Kim đã qua mặt chúng ta, sao thổ di chuyển vừa phải, nhưng trái đất vẫn tiếp tục trên đường đi của nó. Vì vậy, chúng ta mới có được hiện tượng thẳng hàng sao thổ, sao Kim, trái đất, mặt trời. Ánh sáng mặt trời phải mất 8 phút mới đến được với chúng ta. Mặt trời và các hành tinh rất gần nhau, ở ngay sân sau của chúng ta. Với các vì sao, câu chuyện hoàn toàn khác. Hãy lấy ví dụ như chòm sao Thiên Lang, một trong những chòm sao to lớn nhất, mắt thường cũng thấy được cho dù ánh sáng của thành phố che khuất hầu hết các vì sao. Chòm sao Thiên Lang gồm có 8 ngôi sao chính. Hãy tưởng tượng ta quan sát chòm sao Thiên Lang, không phải từ trái đất mà từ một nơi nào khác trong vũ trụ. Ở đó ta thấy 8 ngôi sao đó ở cách xa nhau. Ánh sáng đến được với chúng ta ngày hôm nay phát xuất từ những ngôi sao đó hàng nhiều thế kỷ rồi, chứng tỏ cho ta những ngôi sao mà ta thấy được là có từ ngày của ông cha ta, còn những ngôi sao khác là từ thời của Charlemagne. Những hình ảnh từ nhiều thế kỷ, ảnh nọ chụp lên ảnh kia, khiến ta nhìn thấy hình ảnh sao Thiên Lang là như thế đó. Hãy nhìn những ngôi sao và những dải thiên hà, chúng ta hãy lui lại với thời gian. Nhưng chúng nhìn hệ mặt trời của chúng ta vào thời điểm thực sự vẫn tồn tại. Vào cuối tháng 3 năm 1997, sao chổi Hale-Bopp bay ngang mặt trời và trái đất. Có lẽ nó đã bay sát vào cách đây 3.000 năm, và có thể nó là một sao chổi mới ghé thăm chúng ta lần đầu. Thật khó mà nói được rằng nó rực sáng đến thế nào. Sao chổi ít được tin cậy hơn những hành tinh láng giềng của chúng ta. Ngày nay, chúng ta biết chắc chúng ở đâu và trong tương lai chúng sẽ ở vị trí nào. Các hành tinh quay trên các quỹ đạo hình bầu dục hầu như là hình tròn. Các sao chổi cũng quay quanh mặt trời, nhưng trên những quỹ đạo không đồng tâm theo những quỹ đạo hình bầu dục nhọn ở hai đầu.
Sao Chổi là những khối bụi đóng băng và đầy bụi to lớn và là những quả bóng tuyết sơ mịn. Khi chúng tiến gần đến mặt trời, chúng bị hâm nóng lên và tung ra những lượng khí khổng lồ và bụi bặm được ánh sáng mặt trời làm lóe lên. Loại vật chất mất đi kia biến thành những cái đuôi sao chổi kéo dài trên bầu trời, luôn luôn theo hướng rời bỏ mặt trời. Thật khó nói một lượng khí là bao nhiêu do sao chổi phóng ra, và cũng khó nói là chúng ta thấy được bao nhiêu trong số đó. Sao chổi Hale-Bopp đi qua gần sát với mặt trời vào năm 1997, và nó sẽ di chuyển đi xa mãi mãi như thế 3.000 năm sau mới trở lại lần nữa. Chúng ta nghĩ các sao chổi hình thành cùng lúc với trái đất và các hành tinh, nghĩa là cách đây 4 tỷ rưỡi năm, ở trong vùng nơi quỹ đạo của sao Thổ và sao Thiên Vương. Chúng là những khối băng và bụi không dính vào với bất cứ hành tinh nào, hoặc ví dụ như các vành đai của sao Thổ. Những hành tinh khổng lồ, sao Mộc và sao Thổ gây ra nhiều rắc rối, và những quả bóng sơ bẩn này đã bị ném tới những giới hạn của hệ mặt trời. Hướng về quả bóng ở xa đó là đám tinh vân Oort, chứ là nơi chứa chấp hàng tỷ nhân sao chổi. Tại đây, vì các mặt trời khá xa nên sức hút trọng lực hầu như không có. Nhưng với một chút lực này, có thể tống những quả bóng này bay trở vào trong hệ mặt trời. Sau một hành trình độ khoảng vài nghìn năm, đây là một sao chổi mới tỏa sáng lên khi bay ngang qua mặt trời. Qua hàng nghìn năm sắp tới, nó sẽ trở về vùng bên ngoài hệ mặt trời. Nhưng đôi khi, một sao chổi có thể bị một hành tinh to lớn như sao Mộc bắt giữ, và thế là kết thúc đời của một sao chổi. Một sao chổi theo như lệ cũ, sao chổi Halley. Nó bay sát vào với mặt trời và trái đất cứ 76 năm một lần, rồi sau đó nó bay qua quỹ đạo của sao Hải Vương. Khi chúng ta quan sát đường đi của chúng ta thấy lịch sử qua thật nhanh. Vào thế kỷ thứ 11, nó chiếu sáng trên đầu nhà chinh phục William khi ông thầy xong buồm thẳng tiến về phía nước Anh. Vào thế kỷ thứ 14, chính nó là nguồn cảm hứng của xây họa Giotto. Người ta viết về sao chổi mỗi khi nó đi qua, nhưng không ai biết được đó cũng chính là nó mà thôi. Vào thế kỷ thứ 17, nhà thiên văn Edmund Halley tính toán lần xuất hiện kế tiếp của nó trong chu kỳ 76 năm, nhưng đã quá muộn đối với ông. Nhưng khi sao chổi xuất hiện trở lại, các học trò ông nhớ lại lời tiên đoán của ông và lấy tên ông đặt cho sao chổi đó. Kể từ đó đến nay, sao chổi đó trở lại có một lần. Việc này cho phép chúng ta có một ý niệm về kích cỡ của hệ mặt trời của chúng ta. Thời gian 76 năm mà sao chổi Halley phải mất để đi được một vòng quỹ đạo gần như tương đương với một đời người của chúng ta. Con cháu các bạn sẽ được thấy sao chổi này vào năm trở lại vào năm 2062. Những sao chổi khác đi qua gần hơn, một số thậm chí còn băng ngang quỹ đạo của trái đất. Hàng tháng sau đó 2-3 đêm sau đêm trăng tròn, khi vầng trăng lưỡi liềm xuất hiện, hãy quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy kiểu hơn là vầng trăng lưỡi liềm, bạn sẽ thấy được ánh sáng của trái đất. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thấy trò chơi góp phần giữa trái đất, mặt trời và mặt trăng. Trong khi đó, chương trình của chúng ta đang ngày càng nhiều về phía mặt trời, và chúng tôi sẽ cho các bạn thấy ra sao từ ngày đó cho đến bây giờ ở tòa nhà đối diện, hay đơn giản là ngay tại nhà bạn. Bạn có thể thấy trục của trái đất nghiêng về phía mặt trời. Sao chổi Hale-Bopp ghé thăm chúng ta vào năm 1997 đang rời xa chúng ta và nhiệt của mặt trời. Các sao chổi phóng tích khí khi mặt trời nung nóng nó. They're like flying thermometers which show us the temperature of the regions they cross. As they move, chúng tựa như những nhiệt kế biết bay cho chúng ta biết nhiệt độ những vụt nó bay qua khi chúng di chuyển từ sao Thổ đến sao Mộc, đến sao Hỏa, hướng về mặt trời và trái đất. Sao chổi đổi hướng đôi khi là tiền định,
kỳ tử nạn cho nó. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn số phận của sao chổi Schumacher Levy bị rớt vào sao Mộc ra sao. Sao chổi Squid Turtle băng qua quỹ đạo hành tinh chúng ta và để lại đằng sau những xác rưởi khi trái đất đi ngang qua đó vào tháng 8 mỗi năm. Bạn cũng sẽ thấy những sao băng. Và nếu như một ngày kia sao chổi Squid Turtle đi sát vào với chúng ta thì sao? Tất cả sẽ trình bày với các bạn tiếp theo sau.